chúng em tránh lên và hai đội xin để đảm bảo cho trận đấu. Em giới thiệu mấy con. Xin mời các cổ động viên người xuống. Lâu quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt tại sân vận động tỉnh Cao Bằng trong khuôn khổ hội khỏe phù đồng lần thứ 10 của tỉnh Cao Bằng năm 2021. Và đây là trận thi đấu cuối cùng, một trận thi đấu được mong đợi nhất, một trận siêu kinh điển giữa các cầu thủ trung học phổ thông thành phố và các cầu thủ trung học phổ thông Hòa An. Trận thi đấu chúng ta sẽ diễn ra ngay sau đây thôi. Chúng ta có thể thấy một không khí đang cực kỳ sôi động và cuồng nhiệt tại sân vận động tỉnh Cao Bằng. Quý vị các bạn thân mến, bên phải mà chúng ta đang nhìn thấy trong trang phục màu tím đó là các cầu thủ của trung học phổ thông Hòa An. Và phía bên này trong trang phục màu xanh đó là các cầu thủ của trung học phổ thông thành phố. Cả hai đội sẽ thi đấu trong 4 hiệp, mỗi hiệp 10 phút. 40 phút ở trước mắt sẽ là 40 phút cực kỳ sôi động và kịch tính. Chúng ta hãy cùng đồng hành với Cao Bằng Hóng để cùng cổ vũ động viên cho các cầu thủ trẻ của chúng ta trong hội khỏe phổ đồng lần thứ 10 lần này. Và quý vị và các bạn thân mến, trước khi giờ bóng lăn, rất mong toàn thể quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng like và chia sẻ video clip của Cao Bằng Hóng trận chung kết nam bóng rổ nam của hội khỏe phổ đồng lần thứ 10 trung học phổ thông thành phố và các cầu thủ trung học phổ thông Hòa An, để anh chị em bạn bè chúng ta ở nhà có cơ hội để được thưởng thức trận thi đấu này. Rất lâu rồi, lâu rồi mà sân vận động tỉnh Cao Bằng mới có một không khí sôi động đến như vậy. Bộ môn bóng rổ là một bộ môn rất phù hợp với các em học sinh trung học phổ thông. Có thể thấy rằng, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng chiều cao của em ở giải đấu năm nay là rất tốt, với chiều cao trung bình của các đội đó là 1m72. Và bên phía Hòa An thì cầu thủ cao nhất đó là cao 1m90, đó chính là số 26 Văn Thành và số 12 Thị Nguyễn. Trong khi đó các cầu thủ của trung học phổ thông thành phố với đội trưởng Văn Đức cũng là đối thủ cực kỳ đáng gờm. Ở vòng bảng thì các cầu thủ của trung học phổ thông thành phố đã thắng các cầu thủ trung học phổ thông Hòa An với tỷ số đó là 41-30. Và sau khi lọt qua vòng bán kết thì cả hai đội lại duyên nợ gặp nhau ở trận chung kết này. Như chúng ta đã biết thì các cầu thủ của trung học phổ thông thành phố là một đội bóng hết sức quen thuộc ở các trận chung kết trong trận lễ hội khỏe phù đồng của tỉnh Cao Bằng chúng ta. Trong khi đó đây là lần đầu tiên cũng như là lịch sử của trung học phổ thông Hòa An khi lần đầu tiên các em lọt đến một trận chung kết của giải bóng rổ hội khỏe phù đồng tỉnh Cao Bằng. Liệu rằng các cầu thủ Hòa An có tạo nên lịch sử hay các cầu thủ của thành phố sẽ tiếp tục vươn cao và bay xa, chúng ta sẽ chờ đợi sau ít phút nữa. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng admin Hà Cường theo dõi không khí cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ sôi động tại sân vận động tỉnh Cao Bằng. Quý vị các bạn thân mến, đây là hội cổ động viên đến từ Hòa An. Rất nhiều chân dài, rất nhiều hot girl của trường trung học phổ thông Hòa An và đặc biệt là các phụ huynh của các cầu thủ đã có mặt tại sân bóng rổ của sân vận động Cao Bằng để cổ vũ động viên cho các cầu thủ đến từ Hòa An. À, Hòa An nào, 1, 2, 3. Và quý vị thân mến, rất tuyệt vời đó là không khí của hội cổ động viên Hòa An mang lại. Và chúng ta sẽ cùng sang phía bên này để đón chào không khí đến từ hội cổ động viên của trung học phổ thông thành phố Cao Bằng. Xin chào hội cổ động viên của trung học phổ thông thành phố Cao Bằng, một tràng pháo tay nào. Và quý vị thân mến, một không khí cực kỳ sôi động mà chúng ta đang được thưởng thức cùng Cao Bằng Hóng. Một điều rất đặc biệt trong buổi chiều hôm nay khi mà cả hai đội bóng của trung học phổ thông thành phố đó là đội nam và đội nữ đều vào đến trận chung kết. Các cầu thủ nữ đã giành huy chương bạc và cơ hội dành cho các cầu thủ nam sẽ giành huy chương vàng trong buổi chiều hôm nay. Quý vị thân mến, đây là tổ trọng tài của chúng ta, đây là tổ trọng tài bàn. Xin chào. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem hai trọng tài được chọn trong buổi chiều hôm nay sẽ ai sẽ là người điều hành trận chung kết này. Và đây có lẽ là hội cổ động viên của trung học phổ thông thành phố. Thành phố như nào ơi? À, các bạn thành phố ơi, cho tay cao nào. À, đây là của trường chuyên đây, đây là của trường chuyên. Vâng, trường chuyên thì rất tuyệt vời, các cầu thủ nữ của trường chuyên đã đoạt huy chương vàng, xin chúc mừng. Đây cũng là hội cổ động viên của trường chuyên. Quý vị thân mến, như vậy là còn khoảng hơn một phút nữa thôi. Trọng tài Quang Thiệp và trọng tài Quốc Tuấn đang làm những thủ tục cần thiết để tạo nên một trận chung kết trong bờ, tạo điều kiện cho các cầu thủ có thể thi đấu một cách tốt nhất. Quý vị thân mến, sân bóng rổ của thành phố Cao Bằng với sức chứa hơn 22.000 khán giả hiện nay đã không còn cả một chỗ để xe rồi. Rất đông và cực kỳ sôi động. Quá lâu rồi tôi mới được sống trong một cảm giác sôi động của một trận chung kết đến như vậy. Một trận đấu được mong chờ với của hai đội bóng mạnh nhất đó là trung học phổ thông thành phố và trung học phổ thông Hòa An. Trận thi đấu chúng ta còn là sự đấu trí của hai huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, đó là Đinh Trường đến từ Hòa An và huấn luyện viên Nguyễn Hữu Bình đến từ trung học phổ thông thành phố.
chúng ta sẽ cùng chờ đón giây phút thăng hoa của cả hai đội sau 40 phút nữa. 607 người đang xem. Vâng, xin chào 607 người đang xem. Xin các bạn có thể like và chia sẻ để anh chị em, bạn bè và đặc biệt là các phụ huynh, anh chị em của các cầu thủ có mặt ở sân có thể cổ vũ động viên và chứng kiến giây phút con em mình có thể nâng cao chiếc huy chương vàng của Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 của tỉnh Cao Bằng. Những màn khởi động hết sức kỹ thuật của các cầu thủ Trung học phổ thông thành phố. Vâng, một lần nữa rất mong quý vị các bạn hãy like và chia sẻ để anh em Cao Bằng Hồng chúng tôi có động lực để tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những đường truyền hay nhất, những hình ảnh đẹp nhất của Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 10. Và đặc biệt, việc các bạn like và chia sẻ sẽ giúp cho anh chị em, bà con, cô bác chúng ta ở nhà có thể được thưởng thức trận thi đấu này một cách hay nhất. Các bạn chỉ việc bỏ ra 2 giây like và chia sẻ, và một việc rất đơn giản, đó là việc chia sẻ nó là miễn phí các bạn ơi. Cả hai đội đang có những màn khởi động phải nói rằng thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. Trong trang phục màu tím than đó là các cầu thủ Hoa An, và người có pha ném rổ vừa rồi đó là Dân Đen. Chúng ta sẽ cùng tiến về phía màn khởi động của các cầu thủ Hoa An. Rất nhiều các cổ động viên của cả thành phố Cao Bằng, của cả huyện Hoa An, và đặc biệt là rất nhiều cổ động viên của các huyện nữa đang cổ vũ động viên cho cả hai đội. Phải nói rằng một trận chung kết trong mơ. Đây là Dân Đen, người đang có pha chuẩn bị lên rổ. Dân Đen chính là đội trưởng của các cầu thủ trung học phổ thông Hoa An. Có anh có một màu đen phải nói rằng cực kỳ nổi bật. Quý vị thân mến, Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 10 năm 2021 diễn ra trong 5 ngày và đây đã là ngày thi đấu thứ 5. Các vận động viên chúng ta đã trải qua 4 ngày thi đấu và đã có rất nhiều bộ huy chương được trao dành cho các môn điền kinh, cờ vua, cầu lông. Và đặc biệt ngày trong buổi chiều hôm nay có cả môn đẩy gậy cũng sẽ kết thúc vào buổi chiều hôm nay. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với hội cổ động viên đến từ Trung học phổ thông Hoa An, những người đã bỏ một quãng đường hơn 10 km để có mặt tại sân vận động này để cổ vũ cho đội Hoa An. Nào, giơ tay thật cao lên nào. Nào, bạn nào hô khẩu hiệu cho Hoa An nhỉ? 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Quá tuyệt vời, đó là hội cổ động viên Hoa An với những màn đồng thanh. Hy vọng rằng sau mỗi lần ghi điểm thì các hội cổ động viên chúng ta sẽ hô thật to. Quá tuyệt vời, đây là hội cổ động viên thành phố. Và chúng tôi để ý thì cái trống của thành phố có vẻ là to hơn trống của Hoa An rồi. Thân mến, quá sôi động và kịch tính. Trận thi đấu không chỉ riêng các cầu thủ trên sân mà còn là trận thi đấu của hội cổ động viên của cả hai đội thành phố và Hoa An. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng vào lúc này thì hội cổ động viên của thành phố có vẻ nhỉnh hơn khi có được một chiếc trống là to hơn. Vâng, và ở trận thi đấu này thì các cầu thủ thành phố có lẽ là có một chút lợi thế hơn khi mà hội cổ động viên của thành phố là đông hơn. Có thể coi đây là sân nhà của các cầu thủ thành phố rồi. Nhưng hội cổ động viên Hoa An cũng như các cầu thủ Hoa An đang muốn tạo nên lịch sử. Đây, chúng ta sẽ cùng đến với tổ trọng tài. Hai con người được chọn là hai gương mặt rất thân quen của bóng rổ Cao Bằng. Trọng tài Vương Quang Thiệp và trọng tài Quốc Tuấn sẽ là hai trọng tài được lựa chọn là người phán xử trong trận thi đấu này. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta hãy dõi theo và like và chia sẻ video này. Và sau khi kết thúc trận thi đấu sau 40 phút nữa, xin mời các bạn sẽ cùng ở lại để đến với màn trao huy chương dành cho đội bóng giành giải nhất là huy chương vàng, giải nhì là huy chương bạc, và hai đội
đồng giải ba đã được trao giải vào ngày hôm qua. Đó chính là các cầu thủ trung học phổ thông chuyên và trung học phổ thông Trung Khánh sau khi đã để thua các cầu thủ Hòa An và các cầu thủ thành phố ở trận bán kết diễn ra vào sáng ngày hôm qua. Chúng ta vẫn đang chờ những trọng tài làm những thủ tục cần thiết cũng như là chọn giờ đẹp để trận đấu có thể bắt đầu được. Quý vị thân mến, đã phải nói rằng tôi vẫn phải nói đi vẫn phải nói lại một lần nữa, không khí ở sân vận động ngày hôm nay quá tuyệt vời, cực kỳ sôi động. Lượng cổ động viên chúng ta có thể thấy, admin có thể quay ra phía cổng, lượng cổ động viên đang đến sân càng ngày càng đông hơn. Sức chứa hơn 22.000 khán giả của sân vận động tỉnh Cao Bằng hiện nay đã không còn cả một chỗ để xe rồi. Thời tiết ngày hôm nay cũng đang ủng hộ các cầu thủ. Trời râm mát, nhiệt độ trên sân là 28,5 độ C và độ ẩm trung bình đó là 82%. Một điều kiện quá lý tưởng để dành cho cả hai đội có thể thi đấu một cách tốt nhất. 40 phút trước mắt sẽ là 40 phút cực kỳ sôi động và cam go và có lẽ là sẽ rất khàn cổ dành cho tôi. Nhưng tôi hôm nay tôi quyết định cùng admin Hà Cường sẽ gửi tới toàn thể quý vị những hình ảnh sôi động nhất và những màn bình luận cảm xúc nhất dành cho cả hai đội. Quý thân mến, chúng ta sẽ cùng lùi ra xa để cùng chào đón cả hai đội vào sân. Vào đây đã, vào đây. Quay bên này. Đây là những hình ảnh của cả hai đội đang chuẩn bị bước vào sân. Quý vị và các bạn thân mến, trên sân vận động Cao Bằng hiện nay đang lất phất có vài giọt mưa. Nhưng điều chúng ta mong chờ nhất trong buổi chiều hôm nay đó là những cơn mưa bàn thắng của các cầu thủ dành cho trận chung kết này. Xin chào hơn 600 bạn đang xem. Chúng ta có thể like và chia sẻ để ủng hộ cho anh em Cao Bằng chúng tôi. Và đặc biệt là gửi tới những hình ảnh này, những hình ảnh đang rất tuyệt vời tại sân vận động Cao Bằng dành cho những người không có điều kiện đến sân ở nhà có thể theo dõi trực tiếp và cuốn theo dòng chảy sôi động của trận chung kết bóng rổ nam Hội Khỏe Phổ Đồng lần thứ 10. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng chờ đón giây phút ra sân của các cầu thủ và đội đang bước ra sân trong màu trang phục màu tím than. Đó là các cầu thủ Hòa An. Đội ra quân của Hòa An ngày hôm nay với các cầu thủ Dân Đen mang áo số 23, Văn Cường mang áo số 77, Văn Nghĩa mang áo số 30, Văn Thuần mang áo số 44, Văn Thành mang áo số 26, Văn Đức mang áo số 9, Văn Tú mang áo số 2, Văn Khánh mang áo số 3, Văn Hoàng mang áo số 39. Và một cầu thủ không thể thiếu được và cực kỳ quan trọng của đội Hoa An đó là Thịnh Gái mang áo số 12. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng chờ đón đội hình ra quân của các cầu thủ. Đây là các cầu thủ Hoa An, đây là Văn Khánh, Gia Tài, Dân Đen và Akala Tú. Rất tuyệt vời, những gương mặt tươi vui và rất mong các em sẽ bình tĩnh, tự tin và tạo nên lịch sử. Ở đây quý vị thân mến, những hình ảnh mà ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đội hình ra quân của các cầu thủ trung học phổ thông thành phố. Số 10 đó là Văn Đồng, số 5 Hoàng Anh, số 12 đội trưởng Văn Đức, số 4 Văn Dương, số 6 Văn Minh, số 7 Văn Tùng, số 11 đó là Văn Dũng, số 9 đó là Tuấn Anh và đây số 13. Số 13 tôi chưa được cập nhật tên và số 14 đó là Văn Nghiệp, số 8 Kỳ Anh và số 15 đó là Văn Khoa. Em có hai áo ạ. Còn như vậy là số 13 đó là Văn Hiếu. Văn Hiếu ở các trận đấu trước, Văn Hiếu mang áo số 16 và hôm nay tôi có một chút nhầm lẫn. Quý vị thân mến, hình ảnh cực đẹp của các cầu thủ trung học phổ thông thành phố và các cầu thủ trung học phổ thông Hoan ngay sau đây. Anh em chúng tôi sẽ nhường sân khấu chính lại cho hai trọng tài và cầu thủ của cả hai đội. Và quý vị thân mến, chúng ta hãy tranh thủ like và chia sẻ để những hình ảnh 100% đẹp nhất, hay nhất và sôi động nhất gửi tới anh chị em bạn bè chúng ta đang có mặt ở nhà. Như vậy quý vị và các bạn thân mến, hai trọng tài được chọn trong trận thi đấu này. Trọng tài số 1 Vương Quang Thiệp và trọng thứ hai đó là trọng tài Quốc Tuấn. Trọng tài Quang Thiệp đang cho cả hai đội vào sân.
để làm những thủ tục cần thiết cho trận siêu kinh điển, trận chung kết bóng rổ nam năm 2021 thuộc Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 của tỉnh Cao Bằng. Đây là những hình ảnh bước vào sân của cả hai đội. Quá tuyệt vời, những dàn cầu thủ trẻ của bóng rổ Cao Bằng. Tôi xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu cuối cùng của mùa giải hôm nay. Trong trang phục áo xanh quần xanh là đội trung học phổ thông thành phố. Trong trang phục áo đen quần đen là đội trung học phổ thông Hòa An. Hai đội thi đấu sẽ tự điều khiển trọng tài thứ nhất Hồng Công Quang Thiệp. Trọng tài thứ hai ông Nông Quốc Tuấn. Chúng ta có thể thấy rằng cái không khí cực kỳ tuyệt vời mà hội cổ động viên của Hòa An và thành phố cũng như hội cổ động viên Trung Lập đang mang đến cho trận chung kết này. Và như vậy cả hai đội đang gửi tới nhau những cái bắt tay và những nụ hôn đồng thắm. Quá hay, quá hay và quá hay. Cả hai đội đang tỏ rõ sự quyết tâm của mình. Và trận thi đấu chúng ta sẽ diễn ra ngay sau đây thôi. Xin mời quý vị và các bạn cùng đồng hành cùng Cao Bằng Hóng để thưởng thức trận chung kết bóng rổ nào. Quý vị thân mến, lượng cổ động viên ngày hôm nay đến sân là quá đông và thậm chí anh em chúng tôi đã phải rất khó khăn mới tìm được một chỗ để quay phát cho quý vị một cách thuận lợi nhất. Và sau đây chúng ta sẽ cùng chờ đón 5 gương mặt được chọn trong đội hình chính của cả hai đội đang được bước ra sân. Quý vị các bạn thân mến, trong trang phục màu tím than ở phía gần camera đó chính là các cầu thủ đến từ Trung học phổ thông Hòa An, và trong trang phục màu xanh đó là các cầu thủ của Trung học phổ thông thành phố. Hai cầu thủ đang đứng để thực hiện pha tranh bóng đầu trận. 10 phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất đang chuẩn bị bắt đầu rồi. Người đang đứng trước bóng hiện nay đó là Văn Cường mà số 77 và số 10 của các cầu thủ thành phố đó là Văn Đồng. Trọng tài vô tiệp đang chuẩn bị tung bóng rồi. Như vậy là trận thi đấu đã bắt đầu. Quý vị các bạn thân mến, bóng thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Trung học phổ thông thành phố. Rất bài bản và đó là đây là một pha tấn công nhanh, pha ném rổ đầu tiên nhưng không chính xác. Văn Dân đã thực hiện bóng phản công rồi, hơi mạnh. Văn Dân là quá khỏe. Quý vị các bạn thân mến, để quý vị tiện theo dõi, tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần tham gia thi đấu của hai đội trong trận chung kết này. Các cầu thủ Trung học phổ thông thành phố với số 4 Văn Dương, số 5 Hoàng Anh, số 10 Văn Đồng, số 11 Văn Dũng và số 12 đó là đội trưởng Văn Đức. Trong khi đó đội hình ra quân của các cầu thủ Hòa An với số 23 đội trưởng Dân Đen, số 77 Văn Cường, số 30 Văn Nghĩa, số 2 Văn Tú và số 12 đó là Thị Gái. Đây là số 12 của các cầu thủ Hoan Thị Gái. Anh truyền ngược trở về cho đồng đội của mình. Đó là Văn Tú. Rất hay Văn Đồng. Rất đen để bắt bóng rồi. Phản công dành cho thành phố. Đây là phản công dành cho thành phố. Quá nhảy. Và quý vị thân mến, hai điểm đầu tiên dành cho Trung học phổ thông thành phố. Và người ghi hai điểm đầu tiên không ai khác chính là cầu thủ được mong đợi, đội trưởng Văn Đức. Các cầu thủ của thành phố vẫn đang tỏ rõ sự vượt trội của mình. Tuy nhiên điểm mạnh nhất của Hòa An đó chính là sức bền. Đây là pha đi bóng hay của đội trưởng Dân Đen. Dân Đen đã có một pha ngã khá đau nhưng sự quyết tâm của anh đã được thể hiện với pha bật dậy là rất nhanh. Văn Tố, đây là Thịnh Gái, rất hay Văn Đồng. Pha để bắt bóng nhưng vẫn còn, rất nhanh, đội trưởng Văn Dân đã quay trở lại. Dân Đen đang thi đấu ở vị trí như vậy là lỗi hết 24 giây. Có lẽ rất ít nhiều các bạn ít theo dõi bóng rổ các bạn không biết đó là mỗi đợt tấn công chỉ được phép tấn công trong vòng 24 giây thôi. Đây là Văn Đức, hậu vệ dẫn bóng của thành phố rất thoáng. Pha block wide. Đó là pha block wide của Thịnh Gái. Dân Đen. Vâng, Dân Đen có pha bóng rất hay. Nhưng trọng tài xác định rất hay, đó là pha ghi 2 điểm. Và trọng tài xác định đó là lỗi của thành phố. 2 điểm và một pha ném phạt dành cho số 23 Dân Đen. Tỷ số đang là 2 đều và đây là cơ hội dành cho Dân Đen nâng tỷ số lên 3-2 dành cho các cầu thủ Hàn. Dân Đen, đội trưởng Dân Đen. Rất từ tốn và chậm rãi. Vào! Quá hay và quá hay.
quá hay dành cho dân đen ở tình huống này. Và như vậy lần đầu tiên các cầu thủ Hoàn đã vươn lên tỷ số với 3-2. Đây là Văn Đức, anh chuyền cho đồng đội của mình mang số 11, đó là Văn Dũng. Rất hay. Đây là Văn Minh ném rổ, quá đẹp bật. Đây là pha trả lời quá hay của thành phố. Người vừa ghi điểm đó là số 6 Văn Minh. Đây là dân đen. Dân đen đang thi đấu ở vị trí hậu vệ tấn công, vẫn là dân đen. Ném rổ. Bóng bật bảng đi ra ngoài. Và tạm thời các cầu thủ thành phố vẫn đang dẫn với tỷ số đó là 4-3. Đây vẫn là pha tấn công của Văn Minh. Văn Minh rất hay. Vẫn là pha block hay của Văn Kiên. Văn Kiên đã có hai cú block ở những đường tấn công của các cầu thủ thành phố. Văn Kiên tấn công không tốt. Như vậy trọng tài xác định là có lỗi phòng ngự của các cầu thủ thành phố. Phạt bóng biên dành cho các cầu thủ Hoa An rồi. Hai lỗi dành cho các cầu thủ thành phố. Đây vẫn là dân đen. Dân đen và Thịnh Gái là hai cầu thủ thi đấu ở vị trí, một là hậu vệ tấn công và hai là hậu vệ dân bóng. Và block khá hay của thành phố, và người có pha block hay đó là số 5 Hoàng Anh. Hoa An và thành phố là hai đội bóng không còn là gì nhau khi mà ở vòng bảng các anh đã từng gặp nhau ở vòng bảng. Và phần thắng nghiêng về các cầu thủ thành phố với tỷ số đó là 41-30. Và đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Hoa An có thể phục thủ. Và tấn công nhanh. Vẫn là sự dẫn dắt lối chơi rất hay của Văn Đức. Đây là Văn Minh. Một pha lay up rất hay của Văn Minh nhưng không thành công. Thịnh Gái phản công nhanh. Đây là Thịnh Gái hơi nhẹ rồi. Bóng bắt bóng bật bảng, trọng tài xác định là bóng thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Hoa An. Trận đấu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng và cực kỳ sôi động. Tỷ số đang là sát nút. Đây là Thịnh Gái ném rổ. Hơi nhẹ rồi, Thịnh Gái hôm nay có thể ném rổ hơi đuối. Đây là đường phản công dành cho các cầu thủ thành phố. Người đang dẫn bóng đó là Kim Đồng. Bóng chuyền ngược trở về dành cho Văn Minh. Đây là cú dứt điểm vẫn hơi nhẹ và bóng không chạm gì cả. Chúng ta có thể thấy rằng sau đây là ngày thi đấu thứ 5 và cũng là trận thi đấu thứ 5 của cả hai đội ở giải đấu năm nay. Trung bình các anh đó là mỗi ngày thi đấu một trận. Điều đó khiến cho thể lực của cả hai đội sẽ là giảm đi rất nhiều. Nhưng cả ngày hôm nay chúng ta có thể thấy cả hai đội đang tỏ rõ sự quyết tâm của mình để giành chiếc huy chương bạc. Và ném đây là đi bóng của dân đen. Anh chuyền cú dứt điểm đó hay. Quá hay, quá hay, quá hay. Người dứt điểm đó là số 77 Phạm Kiên. Đây là pha ném rổ của thành phố. Ném ơi. Dân đen quá khỏe là dân đen nhưng bóng lại cuộc quyền số. Và những pha bắt bóng bật bảng của các cầu thủ thành phố có vẻ là chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Pha ném rổ của Văn Đức mất bóng rồi. Vẫn là những pha bắt bóng bật bảng liên tiếp của các cầu thủ thành phố và đều thành công. Chưa vào. Lần này bóng đã thuộc quyền kiểm soát của Hoa rồi. Đây là Phạm Kiên. Tấn công dành cho Hoa rồi. Trận đấu đang cực kỳ sôi động các bạn ơi. Đây là Thịnh Gái. Rất hay. Vẫn là những pha phối hợp ngọt ngào như đường và sữa của Thịnh Gái và dân đen. Phạm Kiên. Được không Phạm Kiên? Phạm Kiên. Quay. Quay dành cho Phạm Kiên. Phạm Kiên được ghi một điểm cực kỳ quan trọng rồi. Những thời khắc như thế này. Không thể tin được một người nông dân như Phạm Kiên lại có thể ghi được những điểm tuyệt vời như vậy. Và đó là một pha ném 2 điểm. Và chút nữa sẽ được 3 điểm của các cầu thủ thành phố. Vị trí và như vậy đó là 3 điểm các bạn ơi. 3 điểm đầu tiên của trận đấu này. Đây là Thịnh Gái. Ném rổ. Vào. Đó là sự xuất sắc của Thịnh Gái. Đội phó của đội trung học phổ thông Hoàn Thịnh Gái đang thi đấu rất hay. Đây là đường tấn công của Văn Minh. Đây là Văn Đức. Văn Minh. Văn Minh. Không vào rồi. Bóng bật rổ ra ngoài khá đáng tiếc. Được không? Và bắt bóng là khá đáng tiếc của Văn Đồng. Như vậy có sự thay đổi đầu tiên bên phía các cầu thủ thành phố. Có đến 2 cầu thủ rời sân. Người rời sân đó là số 6 Văn Minh và số 11 Văn Dũng. Trong khi đó cầu thủ có 2 cầu thủ của thành phố mới vào sân. Hai cầu thủ liên tiếp để chiến thuật của thành phố. Đây là pha ném 2 điểm. Bóng không vào.
Thịnh Gái đã bắt bóng bật bảng thành công rất từ tốn và chậm rãi. Đây là Thịnh Gái. Dân Đen và Thịnh Gái vẫn đang là hai cầu thủ phối hợp với nhau rất tốt. Rất hay, Phạm Kiên. Pha ném bóng hơi vội của Phạm Kiên. Có lẽ Phạm Kiên hơi mệt rồi. Đây là đường thành cân công của thành phố khá thoáng. Dứt điểm. Hơi mạnh. Vẫn là những pha bắt bóng bật bảng rất tốt của thành phố. Chúng ta có thể thấy từ đầu trận đấu thì các cầu thủ trung học phổ thông thành phố có khả năng bắt bóng bật bảng là tốt hơn Hoàn. Pha đi bóng quá hay của các cầu thủ thành phố và người ghi điểm đó là số 14 Văn Nghiệp. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ nhất là còn khoảng 2 phút các bạn ơi. Đây là Văn Dân. Anh chuyền cho Văn Tú. Văn Tú. Văn Tú đã bị gã nhưng không có pha phạm lỗi của thành phố. Tấn công dành cho thành phố. Đây là đội trưởng Văn Đức. Anh chuyền rất nhanh dành cho số 4 đồng đội của mình là Văn Dương. Văn Dương chuyền cho trọng tài rồi. Như vậy là pha chuyền bóng hỗn lỗi của Văn Dương. Quý vị thân mến, không khí quá tuyệt vời trên sân vận động tỉnh Cao Bằng ngày hôm nay. Với sức chứa hơn 23.000 khán giả, hiện nay thì sân vận động Cao Bằng đã không còn cả một chỗ để xe. Xin quá tuyệt vời dành cho cả hai đội bóng ở trận chung kết này. Với cục diện trận đấu như thế này thì đội bóng nào giành huy chương vàng cũng đều xứng đáng cả. Một bữa tiệc thực sự của bóng rổ Cao Bằng đang được cả hai đội bóng mang lại chúng ta. Và ném rổ Thịnh Gái, bóng rất đáng tiếc đập vành rổ đi ra ngoài một cách khá đáng tiếc. Đây, đường tấn công của thành phố vẫn là đội trưởng hậu vệ dẫn bóng Văn Đức. Anh truyền cho đồng đội của mình là số 10 Văn Đông. Dứt điểm. Quý vị thân mến, Thịnh Gái đã tỏa sáng đúng lúc, vẫn pha block chặn bóng quá hay. Rất hay. Văn Đông. Văn Đông là biết rồi. Trọng tài xác định là như vậy. Các cầu thủ thành phố đã dùng quyền hữu ý đầu tiên. Quý vị thân mến, ngoài sự cố gắng của cả hai đội trên sân thì đây còn là sự đấu trí của cả hai huấn luyện viên giàu thành tích của bóng rổ Cao Bằng chúng ta, đó là huấn luyện viên Nguyễn Hữu Bình của thành phố và huấn luyện viên Đinh Trường của Hòa An. Và bên cạnh đó có thể kể đến đó là người có sự đóng góp thầm lặng, huấn luyện viên phó của đội Hòa An, đó là Quốc Thịnh. Mỗi hiệp thi đấu là 10 phút và chúng ta sẽ thi đấu trong vòng 4 hiệp. Quý thân mến, để đến với trận chung kết ngày hôm nay thì các cầu thủ của trung học phổ thông thành phố đã vượt qua các cầu thủ Trà Lĩnh với tỷ số 48-36, vượt qua Trung Khánh ở trận bán kết với tỷ số 59-50 và đã từng vượt qua các cầu thủ Phục Hòa với tỷ số sát nút đó là 73-9. Trong khi đó, các cầu thủ Hòa An đã giành chiến thắng Phục Hòa với tỷ số 48-19, chiến thắng Trà Lĩnh với tỷ số 42-30 và một chiến thắng nghẹt thở ở trận bán kết trước các cầu thủ trung học phổ thông chuyên với tỷ số đó là 44-43. Và đây là hai gương mặt quá xuất sắc để có mặt ở trận chung kết này. Chúng ta cùng quay trở lại hơn một phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Văn Đức ném 3 điểm không thành công. Phạm lỗi rồi. Phạm lỗi là hơi thô của số 4 bên phía thành phố. Người vừa có pha phạm lỗi đó là Văn Dương. Phát bóng biên dành cho các cầu thủ Hòa An. Người đang đứng trước màn ảnh quý vị đó là số 12 Nguyễn Thịnh. Nguyễn Thịnh có lối đánh rất điệu đà nên các bạn đặt tên cho anh cái tên khá hay đó là Thịnh Gái. Bóng chạm chân rồi và cố tình chơi bóng vào chân của các cầu thủ thành phố. Phát bóng biên dành cho Hòa An. Vẫn là hai cầu thủ kiến thiết lối chơi dành cho Hòa An, Thịnh Gái và Dân Đen. Rất hay. Đây là Văn Tú. Tú truyền cho Dân. Dân đi bóng rồi đột phá. Thịnh Gái 3 điểm nhưng không, đó pha lừa tình rất hay Thịnh Gái. Trọng tài xác định đó là lỗi chạy bước của Thịnh Gái rồi. Pha chạy bước khá kín nhưng cũng không thể qua được trọng tài có khuôn mặt cố vọ Vương Quang Thiệp. Một pha lấy thịt đẻ người. Nhưng đây là pha phản công. Trọng tài xác định đó là lỗi của các cầu thủ thành phố. Một pha chủ động phạm lỗi của các cầu thủ thành phố để giảm đi pha phản công của các thủ Hòa An. Như vậy thành phố tiếp tục thay người và Hòa An hội ý lần thứ nhất của Hòa An rồi. Đến giờ phút này thì các cầu thủ Hòa An vẫn chưa có sự thay đổi người nào. Đây chính là chúng ta sẽ cùng xem về tỷ số.
Quý vị các bạn thân mến, đúng là một trận chung kết và quá căng thẳng khi mà tỷ số hiện nay đang là 9 đều. Nếu bạn nào mê tín có thể đầu tư vào kép trong buổi chiều ngày hôm nay. Hai đội đang cho chúng ta thấy được sự cân tài cân sức. Bạn lên tôi cũng lên điểm. Và tỷ số hiện nay ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất đang là 9 đều. Đây mới là hiệp thi đấu nhất và thể lực của cả hai đội đang rất cân bằng. Nhưng sau hiệp thi đấu thứ 3 đi, chúng ta mới biết được đội nào hay hơn, khỏe hơn. Còn 60 giây. Nghĩa là gần bằng 1 phút các bạn ạ. Ném rổ! Pha bỏ lỡ khá đáng tiếc của Văn Đồng. Bóng thuộc quyền kiểm soát của thành phố. Mỗi đợt tấn công của thành phố, bóng luôn luôn qua tay của hậu vệ dẫn bóng Văn Đức. Văn Đức truyền cho đồng đội mình, vẫn là Văn Đức. Truyền rất nhanh dành cho số 14 Văn Nghiệp. Đây là Văn Nghiệp với cú ném 3 điểm. Nhưng không thành công rồi, bóng đi chạm mép rổ đi ra ngoài. Hai đội vẫn đang ăn miếng trả miếng. Đã quá lâu rồi, bóng rổ Cao Bằng mới có một trận thi đấu có chất lượng chuyên môn cao đến như vậy. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu nhất còn 30 giây, đây là Thịnh Gái. Hơi chần chừ, bóng chuyền ngược trở về dành cho... Mất bóng rồi, phản công dành cho thành phố. Văn Đức quá nhanh, đây là pha bóng quá nhanh và ném rổ, 3 điểm! Bóng không chạm gì luôn và đi ra ngoài. Thịnh Gái hơi mạnh rồi, pha chuyền bóng của... Cao Tú dành cho Thịnh Gái là không chính xác. Đây là Văn Đức! Pha... phòng ngự hay của dân đen. Anh xứng đáng đấy quý vị thân mến. Đó là một pha tranh chấp rất hay của còn 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Hết giờ. Ở giây cuối cùng các cầu thủ Hoa An đã kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất với pha ghi điểm không thể nào tuyệt vời hơn của dân đen và nâng tỷ số lên là còn 11-9. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng đúng 1 phút rồi để cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai và chúng ta sẽ cùng đến với cái không khí của khán giả, hội cổ động viên cũng như các cầu thủ của Hòa An. Đây là không khí tuyệt vời của Hòa An, đây là không khí tuyệt vời của Hòa An. Đây là những hot girl của trường trung học phổ thông Hòa An. Quá tuyệt vời. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu ngày hôm nay các cầu thủ của trung học phổ thông Hòa An có thể mang được chiếc huy chương vàng về đến huyện của mình. Các cầu thủ đây là... chúng ta cùng đến với hình ảnh của các cầu thủ trung học phổ thông thành phố. Hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua cực kỳ căng thẳng và cực kỳ cân bằng dành cho cả hai đội. Đây là hội cổ động viên của thành phố Cao Bằng. Như vậy đó là hội cổ động viên chuyên các bạn ơi. Và đây là hội cổ động viên thành phố các bạn. Đánh trống lên các bạn ơi. Đây là không khí của hội cổ động viên thành phố các bạn. Quý thân mến, hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua với tỷ số cực kỳ sát nút dành cho các cầu thủ Hoa An. Ở những giây cuối cùng, dân đen đã giúp các cầu thủ Hoa An vươn lên với tỷ số đó là 11-9. Và đây là tổ trọng tài bàn. Chúng ta có thể thấy được tỷ số cực kỳ sát nút. Chúng ta có thể thấy đây trọng tài mặc áo trắng, đó là trọng tài Đặng Thái Bình, một trọng tài rất nổi tiếng của quốc gia ở bộ môn lầy cỏ. Đây là hội cổ động viên của chuyên. Trường chuyên là cũng là một ngôi trường rất nổi tiếng của Cao Bằng. Và ngày hôm nay thì và như vậy là của thành phố các bạn ơi. Đây là đội bóng rổ trung học cơ sở. Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Quý vị thân mến, trận thi đấu chúng ta đã bắt đầu rồi. Đây là dân đen. Đây là pha đột phá của dân đen. Đội trưởng dân đen vẫn đang thi đấu cực kỳ quyết liệt. Dân đen chuyền rồi. Thịnh Gái vẫn còn. Đây là pha đi bóng bằng tay trái rất khéo của Thịnh Gái.
không vào, khá đáng tiếc. Dân Đen và Thịnh Gái vẫn là hai cầu thủ lực nhất, đến hơn 50% sức của các cầu thủ Hòa An thuộc về Thịnh Gái và Dân Đen. Ném bóng biên dành cho Hòa An, đây là Văn Tú. Đường chuyền rất đẹp dành cho đội bạn, đây là đường phản công dành cho thành phố. Pha phòng ngự hay của Dân Đen, ném rồi bôi qua, qua dành cho thành phố rồi. Các bạn thân mến, tỷ số lại lùi về kép, đó là 11-1. Đó là một sai lầm của các cầu thủ Hòa An và ngay lập tức đã bị trả giá với pha phản công rất hay của thành phố. Dân Đen với pha 3 điểm lạc mất rồi, bóng đi rất lệch. Giải pháp 3 điểm là giải pháp theo đánh giá của tôi là không thực sự đúng vào lúc này. 3 điểm thường chúng ta hay sử dụng khi đội hình đã thấm mệt. Đường rất thoáng, một pha khoét rách rất hay của thành phố và điểm được vươn lên dành cho thành phố, đó là 13-11. Đây là hậu vệ dẫn bóng Thịnh Gái, anh truyền cho hậu vệ tấn công Dân Đen. Cú dứt điểm và block hay, và người để mất bóng đó là Văn Tú, rất từ tốn và chậm rãi. Bóng lại chuyển ngược trở về dành cho Văn Nghiệp. Đây là Văn Nghiệp, dứt điểm ba đẹp. Chúng ta như vậy đó chỉ là một pha 2 điểm thôi các bạn ơi, 15-11. Ở khoảng cách rất xa nhưng chân của các cầu thủ thành phố đã nhẫm vạch, như vậy là sẽ chỉ được 2 điểm thôi. Đây là Văn Tú, Văn Tú, Thịnh Gái. Các cầu thủ thành phố đang tổ chức phòng ngự rất chặt hơn rất nhiều so với hiệp thi đầu tiên. Quá xuất, quá hay và quá xuất sắc dành cho Thịnh Gái. Tỷ số được rút ngắn xuống thành 13-15. Đây là pha dứt điểm của số 7 bên phía thành phố, kịp không? Bóng đã đi ra ngoài và trọng tài xác định ném bóng biên dành cho các cầu thủ thành phố khi bóng đã chạm Hòa An đi ra ngoài rồi. Hai đội đang thi đấu cực kỳ tập trung, mọi sai lầm đều bị trả giá. Đây là pha đi bóng của số 11 rồi, trọng tài bắt lỗi như vậy là 3 giây. Ở trong vị trí dưới rổ, dưới bảng rổ thì các cầu thủ tấn công không được cắm cọc như trong bóng đá và chúng ta phải di chuyển liên tục đi ra ngoài. Khi các bạn cắm cọc quá 3 giây thì sẽ bị phạm lỗi và bóng sẽ thuộc quyền kiểm soát cho đội bạn. Bóng rổ là bộ môn rất nhiều luật và phối hợp không ăn ý của hai người bạn Văn Tú và Dân Đen. Các bạn hãy để lại phím 1 nếu các bạn cảm thấy âm thanh và hình ảnh hiện nay đang rất tốt. Như vậy là lỗi chạy bước của các cầu thủ thành phố. Trở lại có thể tiếp tục rồi. Đây là Thịnh Gái, bóng được truyền cho Văn Đồng. Rất hay, Văn Tú bỏ lỡ, quá đáng tiếc của Văn Tú. Cơ hội là rất rõ ràng để Văn Tú có thể sát phạt tỷ số, nhưng rất may bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Hoàng An. Rất nhiều người đang rất quan tâm về vấn đề hai trọng tài điều khiển trận thi đấu này, khi mà trọng tài Quang Thiệp là người thành phố trong thi đấu này. Như vậy là cân bằng, lên rồi. Quá dễ dàng dành cho pha dứt điểm của Xí Nghiệp. Tỷ số được nâng lên hình như là 17-13 rồi các bạn ơi. Trước đó thì các cầu thủ Hòa An đã bỏ lỡ liên tiếp hai cơ hội để có thể san hòa, và điều đó đã tạo cơ hội cho các cầu thủ thành phố nâng tỷ số lên thành 17-13. Pha đi bóng mất bóng rồi, phạm lỗi rồi. Như vậy là Thịnh Gái đã phạm lỗi, đó là lỗi tấn công, lỗi cản người của Thịnh Gái. Như vậy sẽ có sự thối ý, chúng ta có thể thấy rằng dễ dàng nhận thấy huấn luyện viên trưởng thầy giáo Đinh Trường đang có những sự chỉ đạo cũng như động viên các cầu thủ mình. Có lẽ là các cầu thủ Hòa An đến giờ phút này đang hơi nóng. Vậy tỷ số là 18-13, đã có một pha 3 điểm và tỷ số đã vênh lên rồi.
vị trí mà anh em Cao Bằng Hóng chúng tôi đang đứng không thể quan sát được bảng tỷ số. Vì vậy sau mỗi hiệp chúng tôi sẽ update cho các bạn sau. Trong bóng rổ thì quy định về điểm số nó khác hẳn các môn khác. Không phải lên từng điểm như môn bóng chuyền hay bóng bàn, mà tùy từ cự ly mà trọng tài sẽ xác định đó là cú ném 2 điểm hay là 3 điểm. Chúng ta có thể thấy rằng có một cái vòng tròn ở phía trước bảng rổ. Nếu chúng ta ném ở phía ngoài vòng thì sẽ được 3 điểm và ném ở phía trong sẽ được 2 điểm. Và mỗi cú ném phạt sẽ là 1 điểm. Phát bóng biên dành cho thành phố, vẫn là cơ hội tấn công dành cho thành phố. Đây là Xí Nghiệp. Và dí sót khá hay của Xí Nghiệp nhưng không thành công. Phản công dành cho Thịnh Gái, rất từ tốn và chậm rãi. Thịnh Gái nào cố lên. Các cầu thủ Hoàn đang gặp rất nhiều khó khăn, lại là một đường chuyền phải nói rằng rất lỗi. Có lẽ sẽ là ném phạt dành cho thành phố. Sẽ là ném phạt dành cho các cầu thủ thành phố khi mà các cầu thủ của Hoàn đã phạm lỗi đánh tay. 2 điểm và 1 pha ném phạt. Cơ hội để các cầu thủ thành phố nâng cao số điểm của mình, hiện nay đã là 20-13 rồi. Sẽ có sự thay đổi người bên phía các cầu thủ thành phố. Cầu thủ vào sân đó là số 4 Văn Dương và số 12 đội trưởng Văn Đức. Văn Đức có chiều cao có thể nói rằng thấp nhất trên sân, nhưng anh lại là cầu thủ có khả năng dẫn bóng và triển khai lối chơi quá hay của các cầu thủ thành phố. Đứng trước bóng đang là số 14 của thành phố, Xí Nghiệp. Xí Nghiệp với pha ném rổ không vào. Phát bóng bật bảng, rất ưu thế dành cho thành phố. Vẫn là Xí Nghiệp. Lần này bóng vẫn không vào. Hai cú ném rổ liên tiếp của Xí Nghiệp nhưng không thành công. Các cầu thủ Hoàn cần phải bình tĩnh và thi đấu quyết tâm hơn. Điểm số đang nhỉnh hơn rất nhiều. 7 điểm. 20-13 dành cho các cầu thủ thành phố. Đây là Dân Đen áp sát quá tốt, ném rổ rất lệch. Các cầu thủ Hoàn có lẽ không còn là chính mình nữa rồi. Pha lửa khá hay của thành phố nhưng pha dứt điểm cuối cùng lại không thành công. Ở những trận chung kết như thế này, các cầu thủ ngoài sự quyết tâm còn phải có một cái đầu lạnh, tinh thần thi đấu và bình tĩnh để vượt qua những giờ phút khó khăn. Trọng tài xác định bóng đã đi ra ngoài rồi. Có phát bóng biên dành cho Hoàn. Người đang đứng trước bóng đó là số 12 đội phó Thị Gái. Quý vị các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi trên fanpage Cao Bằng Hóng, các bạn có thể để lại dự đoán của mình về đội vô địch của giải đấu năm nay. Và đó là câu trả lời của Hoàn. Khi mà Dân Đen có 2 điểm cực kỳ quan trọng ở thời giờ khắc cực kỳ khó khăn, 15-20. Các bạn hãy để lại phần bình luận và dự đoán đội vô địch ở trận chung kết này. Bắt bóng bật bảng quá hay của thành phố. Vẫn là những pha bắt bóng bật bảng tốt của thành phố và tỷ số được nâng lên dành cho thành phố. Pha đi bóng hay quá. Xí Nghiệp đang cho chúng ta thấy anh chính là ngôi sao sáng nhất của buổi chiều ngày hôm nay. Pha đi bóng quá hay của Xí Nghiệp. Các cầu thủ của thành phố đang phòng ngự, phối hợp phòng ngự tốt. Kịp không? Rất tốt. Quá hay dành cho thành phố và tỷ số được tiếp tục nâng lên. Người ghi điểm là số 6 Văn Minh. Hoa đang đứng trước tình huống và thời khắc khó khăn nhất. Các em cần phải bình tĩnh để vượt qua thời khắc này. Rất cố gắng, kịp không? Cố ích tay. Bỏ lỡ quá đáng tiếc của Thịnh Gái. Đây là pha đi bóng của Văn Đức, anh truyền cho đồng đội của mình là Văn Minh. Đây là cơ hội dành cho thành phố. Phạm lỗi rồi. Lỗi 3 giây, như vậy là lỗi 3 giây của thành phố và điểm số vừa rồi không được công nhận. Các cầu thủ thành phố đã phạm 2 lỗi 3 giây rồi. Hội khỏe Phú Đồng của năm 2021 đúng ra sẽ được tổ chức vào năm ngoái 2020 với chu kỳ 4 năm một lần. Nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên giải đấu đã không thể diễn ra theo đúng thời gian quy định. Nếu giải đấu chúng ta được tổ chức đúng 4 năm một lần và tổ chức vào năm ngoái thì các cầu thủ Hoa An có lẽ sẽ được đánh giá cao hơn hẳn.
Đó là pha ghi điểm khá hay của Văn Đồng. Thì nếu được tổ chức, xin lỗi các bạn, người ghi điểm đó là Văn Nghĩa của Bí. Nếu được tổ chức vào năm ngoái thì Hòa An sẽ có đến hai cầu thủ cực kỳ quan trọng, đó chính là Nghĩa Bùm và Idol Hiếu. Hai cầu thủ đã vừa ra trường và không thể được thi đấu, được cơ hội nâng cao chiếc huy chương vàng. Đó cũng là điều khá đáng tiếc của các cầu thủ Hòa An, khi mà Nghĩa Bùm và Hiếu Cao là hai cầu thủ có chiều cao rất tốt, trên 1m80. Trong khi đó Hiếu cao đến 1m85 và nặng 58 cân. Pha dứt điểm hay của số 6 bên phía thành phố nhưng không thành công. Người vừa có pha dứt điểm đó là số 6 Văn Minh. Dứt điểm không vào rồi. Tiếp tục là pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Đây là Văn Đức. Phạm lỗi rồi. À, như vậy đó là lỗi chạy bước của Văn Đức chứ không phải là lỗi của các cầu thủ An. Thay người bên phía thành phố, các cầu thủ thành phố thay người liên tục. Người vào sân đó là số 11 Văn Dũng, người rời sân đó là số 6 Văn Minh. Và người vào sân bên phía các cầu thủ thành phố nữa đó là số 5 Hoàng Anh. Các cầu thủ Hòa An cần phải chắt chiu cơ hội ghi điểm của mình nhiều hơn. Đây là Văn Bí. Dứt điểm đi. Hơi khó rồi, ở góc là hơi hẹp. Rất hay. Và ghi điểm rất hay của Văn Tú. Pha bóng quá hay mà đúng lúc tôi ho không thể nói được với pha dứt điểm hay của Văn Đồng số 10 bên phía thành phố. Trong những khoảng ít phút vừa qua thì Dân Đen và Thịnh Ái đang bị theo rất sát. Vẫn còn, kịp không? Phản công cho thành phố. Hơi mạnh nhưng vẫn kịp. Đó là pha lỗi chạy bước rồi. Chân của số 11 bên phía thành phố đã trượt khá dài. Và đó là một pha lỗi chạy bước của thành phố. Các bạn thân mến, khoảng cách bây giờ đang là 28-19. Khoảng cách là 9 điểm dành cho các cầu thủ thành phố. Hiệp 1 là rất cân bằng, nhưng ở hiệp thi đấu thứ 2 thì các cầu thủ thành phố đang tỏ rõ sự vượt trội của mình. Chạy bước rồi. Và chạy bước rất lộ của Văn Đức. Và thậm chí là dây giày của Văn Đức cũng đang bị tuột. Đội trưởng Văn Đức đã có hai pha liên tiếp mắc lỗi chạy bước khá đáng tiếc. Bên là Thịnh Gái, dứt điểm hơi nhẹ. Phản công, hết giờ mất rồi. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi một phút để chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ ba. Ở hiệp thi đấu thứ hai và thứ ba thì thời gian nghỉ giữa hiệp sẽ là khoảng 5 phút các bạn ơi. Anh chúng ta thì chạy cho ngân hàng. Không, cứ để nguyên luôn. Vâng, như vậy chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút để chuẩn bị đến hiệp thi đấu thứ ba. Sau khoảng thời gian hai hiệp nói liền hơn 20 phút thì hiện nay tôi cũng khàn cổ và anh em chúng tôi sẽ tạm nghỉ. Và quý vị vẫn có thể thưởng thức những hình ảnh của trận thi đấu này. Trong khoảng thời gian này các bạn có thể tương tác với các bạn hóng chúng tôi. Xin chào bạn Hứa Thanh Liễu, xin chào bạn Ngà Chiêu, xin chào Hoàng Lộc nhá. Các bạn hãy like và chia sẻ để anh chị em bạn bè chúng ta ở nhà có thể thưởng thức không khí quá tuyệt vời tại sân vận động tỉnh Cao Bằng. Trong khuôn khổ hội khỏe phụ đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 10 năm 2021. Đây là đội hình dự bị của các cầu thủ Hòa An. Và đây là không khí đến từ khán giả. Tỷ số là tạm thời các cầu thủ thành phố đang dẫn với tỷ số 28-19 ở hiệp thi đấu thứ hai và chúng ta sẽ còn 2 hiệp nữa. Buổi chiều ngày hôm nay đang là lượt thi đấu cuối cùng của hội khỏe phụ đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 10. Sau khi kết thúc trận thi đấu bóng rổ cũng như các môn
còn lại đó là đẩy gậy. Thì hội khỏe phù đồng của tỉnh Cao Bằng năm 2021 sẽ kết thúc và sẽ đến với màn trao giải, bế mạc và trao giải. Ngày hôm nay thì trên sân vận động thành phố khán giả đang đến rất đông các bạn ơi. Ta sẽ cùng lướt một vòng để xem được cái không khí của ngày hội ngày hôm nay khi mà lượng cổ động viên của chúng ta đến sân vẫn đang càng ngày càng đông. Hello mọi người. Rồi chúng ta có thể nhận thấy kết quả của hiệp thi đấu thứ hai. 28-19 nghiêng về Trung học phổ thông thành phố trong trang phục màu xanh và 19 dành cho Hòa An. Và rất nhiều người cũng đang, tôi ở trận thi đấu ngày hôm nay, tôi đang cổ vũ hết sức công tâm. Tôi đang công tác tại Hòa An, nhưng nhà tôi lại ở thành phố. Thế nên bình luận của tôi ngày hôm nay cũng đang rất công bằng, đúng không các bạn? Xin chào Đức Thịnh nha. Các bạn hãy để lại bình luận và dự đoán kết quả trận thi đấu này. Ai, đội bóng nào sẽ là đội nâng cao chiếc huy chương vàng? Nói một cách công bằng thì đến với trận chung kết này, các cầu thủ Hòa An đã là lịch sử. Khi mà trong lịch sử hội khỏe phù đồng, huyện Hòa An của chúng ta chưa bao giờ có một lần nào lọt vào trận chung kết cả. Trong khi đó, các cầu thủ thành phố luôn luôn là một khách quen của các trận chung kết trong các hội khỏe phù đồng. Bạn người chơi khói đã bình luận đó là thành phố vô địch. Đây là màn cổ động viên rất sôi động của các bạn trung học phổ thông thành phố. Vâng, trời ngày hôm nay đang là 4 giờ chiều rồi nhưng các bạn vẫn muốn chào cờ. Đây là dàn cổ động viên, chúng ta có thể thấy là xung quanh sân ngày hôm nay lượng cổ động viên là rất đông và rất đông. Đây là các cầu thủ của thành phố, gương mặt rất tươi vui, khác hẳn với gương mặt căng thẳng sau khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Hiện nay các em đang dẫn trước với tỷ số khá an toàn, đó là 28-19 nhá. Số 26 bên Hòa An là bạn gì nhỉ? Số 26 là cầu thủ cao nhất của Hòa An, tên là Văn Thành các bạn nhá. Thành của Hòa An cao 1m85 và nặng 58 cân. Chúng tôi sẽ đi một vòng để quý vị các bạn cùng thưởng thức cái không khí cực kỳ sôi động ngày hôm nay. Rất đông, và những cổ động viên đang đến từ rất nhiều nơi của tỉnh Cao Bằng chúng ta, và đặc biệt là hội cổ động viên của Hòa An. Đây là gương mặt tươi vui của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Bình, khác hẳn với gương mặt căng thẳng sau khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Quá tuyệt vời, xin chúc mừng cho thành phố đang tạm dẫn với tỷ số đó là 28-19. Đây là tổ trọng tài bàn. Xin chào. Ở những giờ phút khó khăn như thế này, chúng ta cần đến sự cổ vũ nhiệt tình của hội cổ động viên Hòa An. Và đây có lẽ là hơi buồn mất rồi. Chúng ta cần phải dô thật to vào thì các cầu thủ của chúng ta mới giành chiến thắng được. Nào, 2-3! 2-3! 2-3! Vâng, như vậy rất mong với sự cổ vũ nhiệt tình như vậy, các cầu thủ Hòa An sẽ cố gắng hơn ở hiệp thi đấu thứ 3. Xin chào các bạn. Đây là pha bàn chiến thuật rất hay của các cầu thủ Hòa An. Các cầu thủ Hòa An cần phải cố gắng lên, Dân Đen cố lên, Thị Gái cố lên. Đây là hội trưởng hội cổ động viên Hòa An Phạm Văn Bách. Là rất nhiều fan cuồng của quán Gà Ốc luôn.
Đây là hàng dự bị của Hoa An. Những thời khắc khó khăn này có lẽ cần có đến một sự thay đổi về chiến thuật hay không? Chúng ta cần đến sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng. Và quý vị, đây là Dân Đen, đội trưởng của các cầu thủ trung học phổ thông Hoa An. Và hình ảnh quý vị đang được theo dõi đó là huấn luyện viên trưởng rất căng thẳng, Đinh Trường. Nhưng theo tôi, huy chương bạc cũng là lịch sử của Hoa An rồi. Mục tiêu của Hoa An tham dự giải năm nay là chiếc huy chương đồng. Nhưng các anh đã làm nên lịch sử khi mà đã lọt đến trận chung kết. Đây là huấn luyện viên Phó Quốc Thịnh. Con người có đôi bàn tay to và rất nhiều đường gân. Rất nhiều quý vị các bạn đã để lại bình luận cổ vũ cho Hoa An cũng như thành phố. Như tôi đã nói từ đầu thì đội bóng nào giành chiến thắng trong trận thi đấu này cũng đều xứng đáng cả. Các em đã tạo nên không khí quá tuyệt vời tại sân vận động tỉnh Cao Bằng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 4. Trong trận chung kết bóng rổ nam Hội Khỏe Phổ Đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 10 năm 2021. Cảm ơn bạn Hoàng Văn Tùng đã để lại lời chúc dành cho bạn Thích Bún đẹp trai, cố lên. Đây quý vị, hình ảnh mà quý vị đang được theo dõi là cầu thủ cao nhất của đội Hoa An, Văn Thành mang áo số 26. Anh cao 1m85 và nặng 58 cân. Có lẽ ở hiệp thi đấu thứ 3 này Văn Thành sẽ được vào sân để tạo niềm tin cho đội bạn. Có lẽ hiệp thi đấu thứ 3 đang chuẩn bị bắt đầu rồi. Chúng tôi lại quay về vị trí ban đầu để chuẩn bị tác nghiệp dành cho toàn thể quý vị và các bạn. Theo quan sát chúng tôi thì tổ trọng tài số 1 Vương Quang Thiệp đang quay trở lại ban thư ký và chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ 3. Bạn hãy chia sẻ và ủng hộ cho Hoa An cũng như các cầu thủ thành phố ở trận chung kết này đi ạ. Vâng, một lần nữa người chơi khói lại ủng hộ cho đội thành phố. Bạn đang bình luận hết sức nhiệt tình và Cao Bằng Hồng cũng rất mong toàn thể quý vị bình luận nhiệt tình như bạn vừa rồi để chúng ta tạo nên một không khí vừa xem bóng vừa có thể chia sẻ với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trên hình ảnh của chúng tôi là một anh vừa trốn vợ đi chơi. Đây là huyền thoại của bóng rổ Quảng Nguyên, anh Mai Kiên Huynh. Có lẽ là hình ảnh mà các cầu thủ trẻ đang mang lại cho anh Huynh làm cho anh nhớ lại khoảng 18 năm trước. Hiện nay thì gánh nặng gia đình và gánh nặng về cân nặng là không cho phép anh chơi đỉnh cao bóng rổ rồi. Quý vị các bạn thân mến, trong những năm vừa qua thì bóng rổ Cao Bằng chúng ta theo đánh giá chúng tôi là không được mạnh và sôi động như ngày xưa. Vào những năm cuối năm 90 thì nền bóng rổ Cao Bằng là sự cạnh tranh của rất nhiều đội, và đặc biệt đến từ các huyện miền Đông, đó là Quảng Nguyên, Trùng Khánh, Trà Lĩnh và Hòa An. Bên cạnh đó là các đội bóng của trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng. Bẵng đi hơn 10 năm nay, chúng ta mới lại có một trận bóng rổ có chất lượng chuyên môn cao như vậy. Vâng, xin cảm ơn bạn Lý Yên đã bình luận là vợ đang xem đấy anh Mai Kiên Huynh. Rất hay, rất cảm ơn bạn. Những giờ phút để cho các cầu thủ có thể lại hồi sức được một chút trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ 3. Sau khi kết thúc trận đấu này, chúng ta sẽ cùng ở lại để
đến với giây phút mang lại vinh quang cho đội giành chiến thắng, đó là huy chương vàng, và đội thua trong trận thi đấu này sẽ giành huy chương bạc. Trong khi đó, quý vị thân mến, ngày hôm qua ban tổ chức đã trao giải huy chương đồng dành cho hai đội bóng đến từ huyện Trung Khánh và trường Trung học phổ thông chuyên sau khi đã để thua hai đội bóng ở trận chung kết này. Chúng ta có thể kể đến một trận chung kết cực kỳ nghẹt thở vào trận bán kết ngày hôm qua, khi mà các cầu thủ Trung học phổ thông chuyên đã để thua Trung học phổ thông Hòa An với tỷ số phải nói rằng như một bộ phim bom tấn 43-44, và điều đó đã giúp cho các cầu thủ Hòa An có mặt tại trận chung kết này. Vâng, rất nhiều bạn tò mò thì chúng ta có thể thấy đây là admin của Cao Bằng Hóng, anh Hà Cương, một con người luôn luôn đồng hành với những sự kiện nổi bật của tỉnh chúng ta, một người quảng bá hình ảnh rất đẹp về quê hương đất nước con người, và đặc biệt là những sự kiện nổi bật của tỉnh Cao Bằng chúng ta trong suốt những năm vừa qua. Rất vui mừng khi mà cách đây 3 ngày thì Cao Bằng Hóng đã được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tặng bằng khen vì đã có những công hiến dành cho sự phát triển của ngành du lịch Cao Bằng. Và đó cũng là động lực để anh em chúng tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa, phát huy hơn nữa và tìm ra nhiều sự kiện hay hơn nữa để gửi tới toàn thể quý vị các bạn, những người luôn luôn ủng hộ cho Cao Bằng Hóng của chúng tôi trong suốt những năm tháng vừa qua. Và rất mong khi quý vị cùng đồng hành với Cao Bằng Hóng, rất mong toàn thể quý vị hãy chia sẻ những video này để anh chị em bạn bè cũng như những người thân của các cầu thủ, những người không có điều kiện đến sân có thể được thưởng thức trận thi đấu này. Và quý vị thân mến, chúng ta cùng trở lại hiệp thi đấu thứ 3. Đây là quyền kiểm soát bóng của các cầu thủ Trung học phổ thông thành phố. Đây là pha tấn công đầu tiên, được không? Đường bóng là hơi khó, phản công này cho Hoa An Thị Gái. Đó là sự xuất sắc của đội trưởng Văn Đức. Đó là pha phạm lỗi của Dân Đen. Dân Đen đã phạm lỗi đánh tay. Đây là Văn Đức, đội trưởng của các cầu thủ Trung học phổ thông thành phố. Vẫn là Văn Đức. Sự phân phối bóng của Văn Đức là cực kỳ quan trọng và đáng ghi nhận ở trận đấu này. Có lỗi rồi. Như vậy ở hiệp thi đấu thứ ba này thì các cầu thủ Hòa An đã có một sự thay đổi người rất đáng kể. Người vào sân đó là cầu thủ mang áo số 3, thần tài Văn Khánh. Văn Khánh không thực sự thi đấu quá nổi bật nhưng anh lại luôn luôn mang lại sự may mắn cho Hòa An. Liệu rằng điều đó ngày hôm nay có đúng hay không? Ném rổ ở vị trí 3 điểm và không đến. Đây là Dân Đen, phản công dành cho Dân Đen. Rất khỏe. Nhưng đó là pha phòng ngự hay của Xí Nghiệp. Thị Gái. Vẫn là pha đi bóng vào tay trái. Cơ hội dứt điểm dành cho Bí. Bóng bật mép bảng đi ra ngoài. Khá đáng tiếc dành cho số 13 Akalabi. Đường phản công như vậy ở hiệp đầu thứ 3 này, cả hai đội vẫn chưa ghi được điểm nào. Thời gian trôi gần 1 phút rồi. Hai đội đang tổ chức phòng ngự tốt. Bóng đến vị trí của số 10 bên thành phố, pha ném rổ bóng bật mép bảng đi ra ngoài. Phát bóng biên lên dành cho Hòa An. Sau giờ phút hội ý thì có lẽ trọng tài, xin lỗi các bạn, huấn luyện viên trưởng Đinh Trường của Hòa An đã có những chỉ đạo về đấu pháp và khiến cho giờ phút này thế trận đang cân bằng hơn. Dân Đen cơ hội ném rồi. Khá đáng tiếc. Vẫn là Dân Đen. Đây rồi, Abi. Bóng lại không vào rồi. Vẫn là những pha chiếm ưu thế ở những pha bắt bóng bật bảng của các cầu thủ thành phố. Văn Đức là người tổ chức phản công cho thành phố. Văn Đức, anh phối hợp với số 10 Văn Đồng. Văn Đồng ném rổ, 2 điểm. Rất hồi hộp. Bóng rất từ từ và đi vào rổ. Đó là pha ghi điểm của số 10 Văn Đồng. Đây là Khánh. Vẫn là Khánh. Khánh với vào sân nhưng anh thi đấu khá tự tin. Dân Đen đã bị bắt bài rồi. Đã bị bắt bài rồi. Văn Đức quá tốt. Pha dứt điểm rất gọn gàng và rất đơn giản của thành phố. Chúng tôi đang sợ đến một tình huống vỡ trận của các thủ Hòa An. Dân Đen cố lên nào, rất thoáng. Bóng lại chạm mép rổ. Hôm nay những đôi tay của Hoàn có lẽ là hơi cứng. Bóng được truyền cho Văn Đức. Thành phố đang tổ chức tấn công hết sức tự tin. Như tôi đã nói từ đầu thì các cầu thủ thành phố có lợi thế về sân bãi, khi mà đây vẫn là sân tập quen của các cầu thủ phổ thông thành phố.
Văn Khánh. Pha đi bóng hay của Văn Khánh. Văn Bí, được không Bí? Hơi bí rồi. Trọng tài xác định bóng thuộc quyền kiểm soát của Hòa An. Hòa An cần phải tìm ra đấu pháp tốt hơn, thay người bên phía các cầu thủ Hòa An. Ai sẽ là người vào sân? À, như vậy quý vị thân mến, hội ý rồi. Đó là pha hội ý của huấn luyện viên trưởng Đinh Trường. Các cầu thủ Hòa An cần có sức chiến đấu mạnh hơn nữa. Chúng ta có thể thấy sau khi để thua thì các hội cổ động viên Hòa An cũng đang tỏ ra rất buồn. Trung học phổ thông Hòa An đã phải di chuyển quãng đường gần 15 km để có mặt tại sân vận động này để cổ vũ động viên cho các cầu thủ con cưng của mình. Đặc biệt theo quan sát chúng tôi hôm nay có rất nhiều cựu cầu thủ bóng rổ của Hòa An cũng như các phụ huynh, thậm chí là có cả những cụ bà, cụ ông rất cao tuổi đến cổ vũ động viên cho cả hai đội bóng ngày hôm nay. Phải nói rằng không khí quá tuyệt vời. Rất lâu rồi chúng ta lại mới có được một không khí mà môn bóng rổ mang lại cho chúng ta đến như vậy. Vừa rồi là pha hô khẩu hiệu tỏ rõ sự quyết tâm của Hòa An. Hy vọng rằng với pha cổ vũ đó, tâm lý thi đấu của Hòa An sẽ tốt hơn. Chúng ta cùng quay trở lại trận đấu thôi. Đây là A Tú sẽ là người phát bóng biên. Tình Nguyễn. Và service rất hay của Hòa An nhưng bị thành phố bắt bài rồi. Thịnh Nguyễn ném rổ, hơi nhẹ rồi, hơi nọt. Có lẽ bóng phải cao hơn. Hòa An đang thi đấu không hay được như ở hiệp thi đấu thứ nhất. Hiệp đấu thứ nhất các cầu thủ Hòa An thi đấu bùng nổ hơn, tự tin hơn. Pha xử lý hay của số 10. Quá hay nhưng khá đáng tiếc lại bóng bật mép bảng đi ra ngoài. Ngày hôm nay, ôi quá hay. Các bạn ơi, đó là pha ghi điểm quá tuyệt vời của số 6 Văn Minh. Đây là dân đen. Chúng ta cùng xác định lỗi mà trọng tài xử lý. Đó là lỗi đẩy người của các cầu thủ thành phố. Và ngay lập tức có đến 2 sự thay đổi người liên tiếp bên phía thành phố. Người rời sân đó là số 10 Văn Đồng. Và vào sân đó là số 14 Xí Nghiệp. Đây là đường tấn công của Hòa An. Hòa An và thành phố là hai đội bóng không còn lạ gì nhau. Pha ném rổ. Những pha ném rổ như vậy không vào thì rất khó để Hòa An có thể tạo nên bất ngờ ở trận đấu này. Không vào. Như vậy là Duy Khánh đã rời sân. Và người vào sân đó là Văn Tú. Dân đen ném rổ bật rất cao. Quá đáng tiếc nhưng vẫn còn. Phản công dành cho thành phố. Đây là Xí Nghiệp. Trọng tài xác định phát bóng lên dành cho các cầu thủ Hòa An. Hòa An vẫn chưa tìm ra phương án nào để xuyên thủng, đâm thẳng xuyên thủng vào phòng ngự của các cầu thủ thành phố. Dường như đường đến rổ của thành phố đã bị phong tỏa. Người có khả năng đục tốt như Thịnh Gái cũng không thể làm gì được. Lỗi chạy bước của thành phố. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài, cả hai trọng tài đều học chuyên sâu bóng rổ. Đó là Vương Quang Thiệp và trọng tài Quốc Tuấn. Vương Quang Thiệp là trọng tài có thâm niên bóng rổ nhất tại tỉnh Cao Bằng chúng ta tính đến giờ phút này. Anh sinh năm 1986, hiện nay đã có một vợ và 2,5 đứa con. Vẫn là những pha đi bóng rất cố gắng, lỗi đánh tay. Có lẽ là sẽ còn ném phạt dành cho các cầu thủ Hòa An. Ném phạt cho Thịnh Gái ở tình huống này. Pha ném thứ nhất sẽ không có sự tranh chấp. Thịnh Gái sẽ có sự bình tĩnh không vào. Quá đáng tiếc dành cho Thịnh Gái. Nhưng đây là pha ném rổ thứ hai. Ném phạt chưa bao giờ là điểm mạnh của Thịnh Gái cả. Khả năng của anh đó là đột phá. Vẫn không vào. Quá đen. Hai pha ném phạt liên tiếp của Thịnh Gái không thành công. Pha bắt bài tốt của số 12 bên phía các cầu thủ Hòa An. Tiếp tục là hậu ý dành cho Hòa An. Cần có những đấu pháp được đưa ra
Thôi để từ nãy đến giờ thì hiện nay mới có thấy được sự xuất hiện của một người mới thực sự là thần tài của đội Trung học phổ thông Hòa An. Đó là hiệu trưởng Trần Trọng Thuận đang có mặt tại bàn của trọng tài ghi điểm. Thời tiết ngày hôm nay tại sân vận động Cao Bằng thì phải nói rằng quá tuyệt vời đi. Điều kiện quá lý tưởng, trời râm mát và gió nhẹ. Đó chính là điều kiện lý tưởng để cả hai đội cho chúng ta được một trận thi đấu. Tại như vậy đó là tỷ số hiện nay đang là 34-19. Như vậy là ở hiệp thi đấu thứ hai này, Hòa An chưa thể lên nổi một điểm nào. Trong khi đó các cầu thủ của thành phố đã ghi lên được đến 6 điểm, từ 28 lên đến 34. Trong khi đó con số 19 vẫn chưa thể vượt qua của các cầu thủ Hòa An. Chúng ta cùng đến với những giây phút tiếp theo của hiệp thi đấu thứ 3 thôi các bạn ơi. Hy vọng rằng sau màn hội ý vừa rồi, các cầu thủ của Hòa An sẽ thi đấu tích cực hơn. Đây là đường tấn công của các cầu thủ thành phố, ném rổ 3 điểm không chính xác. Thịnh Gái phản công, phản công nhanh dành cho Hòa An rồi. Thịnh Gái cố lên, lên rổ, đánh tay. Rồi tiếp tục là lỗi đánh tay của thành phố và Thịnh Gái lại có cơ hội ghi điểm ở hai pha ném phạt. Những pha ném phạt, người ném phạt cần phải bình tĩnh. Cơ hội để Hòa An vượt qua con số 19. Quá tuyệt vời, pha ném rổ đầu tiên thành công. Đây là pha ném rổ thứ hai của Thịnh Gái và sẽ có tranh chấp. Như vậy Kỳ Anh của số 8 của thành phố đã vào sân, quá tuyệt vời. Hai pha ghi điểm liên tiếp từ pha ném rổ của Thịnh Gái để bù lại hai pha hỏng trước đó. Lễ rổ, pha block hay của Thịnh Gái. Đó là pha phản công và ghi điểm xuất sắc của Văn Nghĩa. Cái tên Văn Nghĩa lại làm cho chúng tôi nhớ đến huyền thoại của bóng rổ học sinh Hòa An, đó chính là Nghĩa Bùm. Hiện nay anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Như vậy đó là pha ghi điểm hay của thành phố, ghi 2 điểm và được một pha quyền, một quyền ném phạt. Đó là lỗi đánh tay của các cầu thủ Hòa An. Như vậy sẽ có hội ý bên phía các cầu thủ thành phố khi mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Bình đã có sự chỉ đạo hội ý trước đó. Trong bóng rổ thì quyền hội ý chỉ được thực hiện khi hết pha bóng các bạn nhé. Khi bóng trôi qua thì các cầu thủ mới có được quyền hội ý. Hơn một nửa thời gian thi đấu hiệp thi đấu thứ 3 đã trôi qua và cơ hội dành cho Hòa An rút ngắn tỷ số là vẫn còn, nhưng các em phải tìm ra phương án tốt nhất để có thể tìm ra con đường đi lên rổ các cầu thủ thành phố. Phải cần những pha đột phá một cách tự tin để đâm thẳng xuyên thủng vào hàng phòng ngự của đối phương. Phương án ném xa vào thời khắc căng thẳng như này là rất khó có thể ghi điểm. Ném phạt dành cho thành phố và đây chỉ là một pha ném phạt có tranh chấp. Người đang đứng trước bóng hiện nay đang là số 14, Xí Nghiệp. Xí Nghiệp số 14 đang ghi được khá nhiều điểm ở trận thi đấu này. Đây là Xí Nghiệp. Lệch mất rồi, Dân Đen đã cắt được bóng. Phản công dành cho Hòa An, Dân Đen. Văn Nghĩa. Đây là Văn Tú. Nghĩa chuyền cho Tú rồi. Đây là Tú. Pha đổi vị trí hay của các thủ Hoan. Thịnh Gái không vào. Pha phạm lỗi của các thủ Hoan. Đó là một pha phạm lỗi ở pha bắt bóng bật bảng.
phát bóng biên dành cho thành phố. Đây là Xí Nghiệp. Vừa rồi Xí Nghiệp đang bị khá đau sau lần mất bóng rồi. Pha chuyền bóng không thực sự hiểu ý của các cầu thủ thành phố. Sau màn hội ý thì các cầu thủ của Hòa An đang có thế trận nhỉnh hơn một chút rồi. Đây là Dân Đen. Lợi thế của Dân Đen. Như vậy có pha phạm lỗi, chúng ta sẽ chờ phán quyết của trọng tài. Vương Quang Thiệp và Quốc Tuấn là hai người đóng vai người phán xử trong trận chung kết này. Phát bóng biên dành cho Hòa An. Đây là Dân Đen, anh truyền cho Tú, Tú truyền lại cho Dân. Pha đi bóng rất dũng mãnh của Dân, nữa nhẹ rồi. Bóng để bóng chạm chân mất rồi. Khá đáng tiếc với đường tấn công của thành phố. Người vừa đấy để pha bóng chạm chân đó là Văn Minh mà số 6 của thành phố. Cực kỳ căng thẳng là những gì cả hai đội mang lại cho chúng ta vào lúc này. Mặc dù đang thua nhưng các cầu thủ Hoan vẫn đang có cơ hội. Wow, đây là thời khắc mà những cầu thủ ngôi sao cần phải tỏa sáng đúng lúc các bạn ạ. Và đó là câu trả lời của Thịnh Gái, ngôi sao sáng nhất bên phía các cầu thủ Hòa An. Đây là pha đột phá của thành phố, không thành công. Đây là Thịnh Gái. Phản công nhanh, được không? Rất nhanh, các cầu thủ của thành phố đã lui về hỗ trợ phòng ngự. Đây là Dân Đen. Lê Dũ. Đó là pha dứt điểm của Văn Bí. Và chúng ta sẽ cùng xem tỷ số các bạn ơi. Trong ít phút vừa qua thì Hòa An đã rút ngắn được tỷ số rồi. 36-27. Khoảng cách là 9 điểm. 36-2 điểm. Các cầu thủ Hòa An đã lên liền lúc 6 điểm. Không vào. Vẫn không vào. Đây là Thịnh Gái. Thịnh Gái đang chơi rất hay ở những pha bắt bóng bất bằng. Tâm lý của Hòa An đang lên là rất cao. Đây là Thịnh Gái. Dân Đen, pha đi bóng của Dân Đen. Chúng ta... À như vậy quý vị ơi, đó là pha đánh tay của thành phố. Và có lẽ sẽ là hai pha ném phạt của Hòa An. Người thực hiện pha ném phạt đó chính là đội trưởng số 23 Dân Đen. Đội trưởng Dân Đen sẽ là người ném hai quả phạt này. Quả thứ nhất, đây là quả thứ nhất. Không vào. Quả thứ nhất Dân Đen chưa ghi được điểm nào. Rất căng thẳng. Những cầu thủ trẻ cần có tâm lý thi đấu thật sự vững. Như vậy trong giờ phút căng thẳng như này thì huấn luyện viên của thành phố đã quyết định hội ý. Có lẽ các cầu thủ thành phố đã mắc đủ lỗi. Ném phạt chưa bao giờ là thế mạnh của các cầu thủ trung học phổ thông Hòa An. Tỷ số hiện nay đang là 36-27 các bạn ạ. Khoảng cách là 9 điểm. Cơ hội dành cho Hòa An tạo nên lịch sử là vẫn còn. Cố lên. Trong tất cả lịch sử của Hội Khỏe Phu Đồng tỉnh Cao Bằng thì đội thành phố đang là đội bóng có giành được nhiều huy chương vàng nhất. Sau đó đó là trung học phổ thông chuyên. Trong khi đó đây là lần đầu tiên Hòa An lọt được đến một trận chung kết. Thì chưa nói gì đến ngôi vô địch. Nhưng các cầu thủ Hòa An đang đứng trước ngưỡng cửa phải nói rằng lịch sử. Tạo nên lịch sử và lịch sử của Hội Khỏe Phu Đồng tỉnh Cao Bằng. Pha ném rổ thứ hai có tranh chấp của Dân Đen. Cố nào. Không vào. Bóng lắc lư. Tráng vành rổ và đi ra ngoài. Rất đáng tiếc dành cho Dân Đen. Như tôi nói thì ném phạt không phải là thế mạnh của Dân Đen. Và anh đang thể hiện đúng phong độ của mình khi ném cả hai quả đi ra ngoài. Đây là Xí Nghiệp. Xí Nghiệp không vào. Ném rổ. Không vào. Cố lên, Thịnh Gái là người có bóng. Cầu thủ mà số 10 của thành phố vẫn có pha đốn giò khá thù. Phát bóng rồi.
Thời gian của hiệp thi đấu thứ tư còn 1 phút 30 giây. Phạm Kiên vừa có một pha bị ngáng chân là rất đau, nhưng trọng tài đã cho các cầu thủ của Hòa An được hưởng phép lợi thế trong tình huống này. Bóng đi rất nhanh. Pha sở quyết hay của Hòa An. Đây là Thị Gái, không vào. Rất đáng tiếc. Phản công dành cho thành phố. Đây là Sĩ Nghiệp, rất mạnh. Và thậm chí là quá mạnh của Sĩ Nghiệp dành cho số 4 đồng đội của mình, đó là Văn Dương. Trong khoảng 1 phút vừa qua, cả hai đội giằng co và không có đội nào ghi được điểm cả. Đây đúng là một trận chung kết trong mơ. Đây là Thịnh Gái, có khoảng trống, anh truyền cho, đây là Văn Tú. Phạm Kiên, vẫn là Phạm Kiên, ném rổ rất khó hiểu của Phạm Kiên. Phạm Kiên là cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt. Đây là pha 3 điểm của thành phố. Quý vị thân mến, ở thời khắc cực kỳ quan trọng thì đội trưởng của thành phố đã tỏa sáng đúng lúc với cú ném 3 điểm đẹp như một bức tranh vẽ vậy. Văn Đức đã tỏa sáng đúng lúc sự tỏa sáng của một ngôi sao, của một người đội trưởng mẫu mực. Đây là Bí đi bóng. Mất bóng rồi nhưng Văn Dân đã rất cố gắng. Và quá đẹp. Đấy là câu trả lời của đội trưởng Hòa An. Đội trưởng của thành phố lên tiếng và đội trưởng Hòa An đã trả lời, ném rổ. Pha sở quyết hay. Hết giờ. Đó là pha block quá hay của Thịnh Gái. Và các bạn thân mến, số lúc này đang là 39-29. 39-29 các bạn ơi, khoảng cách là 10 điểm và chúng ta sẽ chờ đón 2 phút nghỉ ngơi và đến hiệp thi đấu thứ tư. 10 phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ tư cũng như là 10 phút cuối cùng của trận đấu này. Và trong những phút nghỉ ngơi, chúng ta lại cùng thực hiện công việc mà tôi yêu thích nhất, đó là tương tác với quý vị khán giả, những fan hâm mộ của Cao Bằng Hóng, fan hâm mộ của bóng rổ và những người đang có mặt tại sân vận động tỉnh Cao Bằng ngày hôm nay. Đây là hội cổ động viên của thành phố. Rất tuyệt vời. Quý vị thân mến, đây là tổ trọng tài bàn. Vẫn là gương mặt thân quen trọng tài lật điểm. Đây là hội cổ động viên của thành phố các bạn ơi, thành phố to nào. Vâng, một lời khẳng định rất tuyệt vời của các cầu thủ hội cổ động viên thành phố khi mà khoảng cách hiện nay đang là 10 điểm, 39-29 dành cho thành phố và các bạn đã hô vang thành phố huy chương vàng. Thì có lẽ sang bên kia các cầu thủ Hòa An sẽ hô vang đó là Hòa An huy chương bạc. Tuyệt vời, đây là hội cổ động viên của cả trường chuyên và trường thành phố. Đây là gương mặt của các cầu thủ đang chuẩn bị nhận huy chương vàng của thành phố. Rất tuyệt vời. Đây là tổ trọng tài điều khiển trận thi đấu này. Và quý vị thân mến, vẫn là gương mặt thân quen Nông Thế Hiển, một con người luôn luôn có mặt ở những sự kiện thể thao cấp tỉnh của chúng ta. Đây, quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với hội cổ động viên Hòa An. Hòa An đâu? Đây là hội cổ động viên Hòa An. Quá tuyệt vời, không khí quá tuyệt vời của các thủ An nào, hô to lên nào. Quý vị và anh em, chúng ta vừa cùng đến với cổ động viên Hòa An và đây chúng ta sẽ cùng thấy được sự quyết tâm của các cầu thủ bên phía Trung học phổ thông Hòa An. Quá tuyệt vời, sự quyết tâm của các cầu thủ Hòa An đã được thể hiện
trong lời hô rất vang, rất to và rất dứt khoát vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đến với hiệp thi đấu thứ tư. Chỉ còn 10 phút để chúng ta xác định ra đội bóng xuất sắc nhất giành được chiếc huy chương vàng danh giá của Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 tỉnh Cao Bằng năm 2021. Như vậy quý vị thân mến, trọng tài Vương Quang Thiệp đang cho cả hai đội vào sân để chuẩn bị cho 10 phút cuối cùng, 10 phút lịch sử để vinh danh đội bóng vô địch. Khoảng cách hiện nay đang là 10 điểm và các cầu thủ Hòa An có lẽ phải thi đấu với 200% sức lực của mình mới có thể vượt qua số điểm rất lớn như vậy, phòng ngự chặt và ghi điểm sắc sảo để có thể tạo nên được kỳ tích. Rất khó. Rất nhiều cổ động viên cũng như rất nhiều chuyên gia đã nhận định gần như chiếc huy chương vàng đã gần như dành chắc chắn dành cho thành phố rồi. Nhưng ở phía có một cổ động viên trung lập, tôi vẫn mong Hòa An tạo nên kỳ tích. Ngoài hai hội cổ động viên của Hòa An và thành phố thì hôm nay rất nhiều cổ động viên trung lập, những người yêu mến thể thao và đặc biệt là bộ môn bóng rổ đã có mặt tại sân vận động tỉnh Cao Bằng để cổ vũ và hòa mình vào không khí sôi động của giải đấu năm nay. Trận hiệp thi đấu thứ tư đã bắt đầu. Có lẽ đội được giao bóng ở hiệp thi đấu này đó là số 23 của Hòa An, đội trưởng Dân Đen. Như vậy tổ trọng tài cũng đang làm hết sức trách nhiệm của mình khi mà cần phải yêu cầu các cổ động viên di chuyển rời xa cái nền bê tông để các cầu thủ có thể cứu bóng được tốt hơn. Chúng ta đang chờ đón hiệp thi đấu thứ tư và hiệp thi đấu thứ tư bắt đầu. Đây là Thịnh Gái. Đây là Dân Đen, bóng vẫn trong cuộc. Đây là Dân Đen, dứt điểm. Quá đẹp dành cho Dân Đen. Đó là pha ném 2 điểm của Dân Đen. Khoảng cách được rút ngắn xuống còn 8 điểm dành cho Hòa An. Nhưng đây là pha phản công của thành phố. Ném rổ. Quá hồi hộp và tỷ số lại được san hòa. Lại được san hòa 2 đều ở hiệp thi đấu thứ 3. Nghĩa là các cầu thủ thành phố vẫn đang tạm dẫn 10 điểm. Đây là Dân Đen, tay đang ngon và anh quyết định chuyền cho đồng đội của mình. Mất bóng rồi. Phạm Kiên đã có pha đỡ bóng lỗi. Phạm Kiên chính xác anh mới tập bóng rổ được nửa năm nay khi mà anh là một cầu thủ rất yêu thích bộ môn bóng chuyền. Với chiều cao rất tốt của mình là 1m75. Rất thoáng, đây là pha ném rổ của số 10 bên phía thành phố nhưng không thành công. Pha tranh chấp dưới rổ thuộc ưu thế thuộc về thành phố. Phản công Phạm Kiên không được rồi. Bóng lại thuộc quyền kiểm soát của thành phố. Đây là Xí Nghiệp. Pha lừa tình rất hay của Xí Nghiệp. Đây là pha đi bóng của Văn Đồng. Văn Đồng không thành công. Thịnh Gái phản công. Ném rổ. Rất đáng tiếc. Pha ném rổ hơi đen. Thịnh Gái. Thịnh Gái thi đấu ở vị trí hơi hậu vệ dẫn bóng. Nhưng vừa rồi anh thể hiện anh thi đấu ở vị trí trung phong cũng được. Pha sử quyết hay của thành phố và đây là pha ghi điểm. Ghi điểm rất dễ dàng của thành phố. Người ghi điểm đó là số 10 Văn Đồng. Hòa An ghi điểm khó nhưng có vẻ thành phố ghi điểm lại dễ hơn nhiều. 3 điểm. Bóng không vào. Phạm Kiên vẫn còn. Pha bóng rất cố gắng. Đây là Dân Đen, Dân Đen không vào. Phòng ngự rất tốt của các cầu thủ thành phố và đây là pha phản công. Bóng chạm chân rồi. Trọng tài xác định đây là bóng rổ chứ không phải là một bóng đá. Các cầu thủ thành phố đã có pha đỡ bóng bằng chân. Và
trận đấu lại có thể tiếp tục. Hòa An định hội ý nhưng đã huyết quyền hội ý mất rồi. Rất khó khăn cho Hòa An. Mọi thứ đang dường như đang chống lại các em. Các em cần phải cố gắng hơn. Đây là Bí, cố lên Bí ơi. Dân Đen ném rổ. Vẫn còn. Phạm Kiên vẫn chưa ghi được điểm nào cho mình. Khả năng tốt nhất của Phạm Kiên đó là phòng ngự. Quá dễ dành cho thành phố. Với những pha phản công và không có sự chống đỡ nào thì những pha ghi điểm ở vị trí góc 45 độ dưới bảng rổ là vị trí yêu thích của tất cả những cầu thủ thi đấu bóng rổ. Đây là Phạm Kiên, anh truyền cho đồng đội của mình đó là Akalatu. Đây là Thị Gái, Dân Đen. Dân Đen pha đột phá quen thuộc, Dân Đen. Vẫn còn. Dân Đen rất khỏe, cố lên. Có đến 3 cầu thủ của thành phố vây chặt Dân Đen. Và lời pha tấn công của các cầu thủ Hoàn. Tỷ số hiện nay là 45-33. Thành phố đang dẫn hơn hẳn 12 điểm rồi. Quá khó. Có lẽ huy chương vàng sẽ ở lại thành phố. Được không? Phạm Kiên mất bóng rồi. Lôi tay của Phạm Kiên. Và bóng thuộc quyền kiểm soát của thành phố. Và phạm lỗi kéo tay của Phạm Kiên rất thô. Nói về những tiểu xảo chơi bẩn thì đội Hòa An cũng có một cầu thủ tên là Phạm Kiên là chơi rất bẩn. Và thậm chí anh dễ dàng nhận ra với một chiếc kính đeo trên mắt. Tiếp tục là phạm lỗi nữa. Và người phạm lỗi lại là Phạm Kiên. Những người tên là Phạm Kiên thì thường hay mắc lỗi liên hoàn. Bóng thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ thành phố. Rất thoáng. Ném rổ, hơi non. Đây là Phạm Kiên. Thịnh Gái. Các cổ động viên cho rằng bóng đã chạm chân của Phạm Kiên nhưng trọng tài là nói không. Thịnh Gái, cố lên em ơi. Cần chắc chiêu hơn những cơ hội của mình. Rất hay. Và bóng rất cố gắng của Thịnh Gái nhưng đây là phản công dành cho thành phố. Úp rổ. Không thành công nhưng trọng tài xác định có lỗi đánh tay. Có lỗi đánh tay của Hòa An rồi. Hai pha ném phạt. Hai pha ném phạt dành cho các cầu thủ thành phố. Có lẽ chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho Hòa An thôi. Thì dường như đến gần như 96,69% các cầu thủ thành phố đã đạt cầm chắc chiếc huy chương vàng của mình. Thậm chí anh còn không thèm ném phạt vào luôn. Người đang ném phạt là số 10 Văn Đồng. Các cầu thủ Hoan đang hô vang ra ngoài và Văn Đồng đã trả lời với pha ném rổ chính xác. Đây là Thịnh Gái. Dân Đen, anh truyền cho A Bí. Các cầu thủ của Hoan không thể áp sát rổ của Block. Rất hay. Phạm lỗi rồi. Lỗi của thành phố và Hoan được quyền phát bóng lên. bốn mươi sáu ba mươi ba dành cho thành phố là tỷ số vào lúc này. Đây là Dân Đen, 3 điểm của Dân Đen. Vẫn là Dân Đen. Hai pha ném rổ liên tiếp của Dân Đen. Các cầu thủ của Hòa An buộc phải ném rổ ở cự ly xa và trung bình vì không thể áp sát được rổ của thành phố. Hàng phòng ngự của thành phố đang chơi quá hay ở trận đấu thi đấu này. Trọng tài xác định bóng thuộc quyền của các cầu thủ thành phố. Bóng đã chạm Hoa An đi ra ngoài. Thời gian thi đấu có lẽ của trận đấu này chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi. Pha ném bóng về sân rồi. Nhưng vẫn còn, cứu bóng rất hay. Trong bóng rổ thì khi các bạn đang tấn công mà các bạn ném bóng ngược trở về sân là phạm lỗi các bạn nhé. Và bóng sẽ thuộc quyền kiểm soát của đối bạn. Pha ném rổ không thành công. Vẫn là những pha bắt bóng bật bảng. Gần như 10 pha bắt bóng bật bảng thì có đến 9 pha các cầu thủ thành phố giành chiến thắng.
và đó chính là điểm khác biệt ở trận đấu này. Đây là dân đen rất dũng mãnh. A Bí, trọng tài xác định có lỗi của thành phố. Người thổi còi trong tình huống này đó là trọng tài Quốc Tuấn, một trọng tài ở Hòa An và đang lấy vợ ở thành phố, trong khi trọng tài Vương Quang Thiểm của chúng ta lại là người trọng tài thành phố nhưng lại lấy vợ ở Hòa An. Đó là sự cân bằng, rất cân bằng ở trận thi đấu này về công tác trọng tài. Quyền hội ý thuộc về các cầu thủ thành phố khi mà Hòa An đã hết quyền hội ý rồi. Còn khoảng gần 5 phút nữa các bạn ơi. Gần khoảng 5 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc và gần như các cầu thủ thành phố đang cầm một tay vào chiếc huy chương vàng rồi. Trong khi đó thì chiếc huy chương bạc cũng là quá thành công với các cầu thủ Hòa An khi mà các em đã tạo nên kỳ tích trong lịch sử hội khỏe phổ đồng. Chưa bao giờ trường trung học phổ thông Hòa An lọt vào một trận chung kết. Những gì hay nhất các cầu thủ Hòa An đã được thể hiện ở trận gặp trung học phổ thông chuyên thì các em đã giành chiến thắng nghẹt thở ở những giây cuối cùng với tỷ số 44-43. Phạt bóng biên dành cho cầu thủ Hòa An. Đây là dân đen. Rất thoáng. Đây là Bí, anh chuyền cho dân đen. Dân đen đang phải di chuyển rất rộng. Akala Tú. Đây là Tú, anh lại chuyền cho dân đen. Thịnh Gái. Pha đi bóng của Thịnh Gái rất hay, không vào. Pha đi bóng hay nhưng lại mất bóng rồi. Người vừa pha chuyền bóng lỗi đó là số 5 của các cầu thủ thành phố Hoàng Anh. Vào những trận đấu trước thì dân đen và Thịnh Gái đang phối hợp với nhau hay, nhưng ở trận này anh gặp phải hàng phòng ngự quá xuất sắc của thành phố. Đây là Thịnh Gái, không vào. Như chúng tôi đã nói từ đầu, các cầu thủ Hòa An không thể áp sát được gần rổ của thành phố và chỉ có thể thực hiện được những pha ném rổ trung bình, và đó lại pha ghi điểm quá đơn giản của thành phố. Khoảng cách được nâng lên đó là 14 điểm. Có lẽ đó là dấu chấm hết dành cho Hòa An rồi. Đến giờ phút này Hòa An sẽ phải thi đấu công hiến hơn. Đây là Bí, anh truyền cho Akana Tú. Bí dần 3 điểm. Rất đáng tiếc. Pha ném rổ rất đẹp của dân đen. Bóng đập mép rổ và đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Rất hồi hộp. Thì gái truyền ngược nhưng đã bị bắt bài rồi. Người pha bắt bài tốt đó là Văn Dũng. Đây là Văn Đức. Tốc độ phải nói rằng như một chiếc tàu tốc hành vậy. Văn Đức, đội trưởng Văn Đức, người không phổi. Pha bóng hay, đây là pha phản công Thịnh Gái. Đây là Akalabi, một lúc. Không, trọng tài xác định đó là lỗi đánh tay. Đó là lỗi đánh tay của thành phố. Cơ hội dành cho A Bí với hai pha ném phạt. Cố lên A Bí ơi. Không vào. Đường bóng có lẽ là hơi lao và chúng ta sẽ phải ném cao lên một chút nào. Đây là A Bí. A Bí rất đẹp. Chúng ta thấy đường bóng được cao hơn và vào điểm cách rất ngọt. Với một thế trận khoảng cách điểm đang là 13 điểm thì các cầu thủ thành phố cũng không có gì phải vội. Cứ bình tĩnh mà lĩnh phần thưởng thôi. Đây là đội trưởng Văn Đức, khoảng cách đang là 13 điểm. Vẫn là số 12 đội trưởng Văn Đức. Văn Đức truyền cho số 4 đồng đội của mình đó là Văn Dương. Đây là Văn Minh. Ném rổ. 3 điểm nhưng không thành công, vẫn là các cầu thủ thành phố. Vào rồi. Người có pha dứt điểm hay đó là số 6 Văn Minh. Tâm lý của các thủ thành phố đang rất tốt. Ném rổ dành cho A Bí. Còn 1 phút 30 giây nữa rồi các bạn ơi. Còn 1 phút 30 giây dành cho những sự cố gắng của cả hai đội và đặc biệt là đội Hòa An. Sau khi các cầu thủ thành phố đang nghĩ đến phương án là tối nay sẽ liên hoan ở đâu rồi.
Đây là Văn Đức vẫn rất từ tốn và chậm rãi, bình tĩnh và Lĩnh Văn Tường một pha lừa tình hay. Văn Đức pha ném rổ không vào. Đây là Thị Gái rất hay, pha đi bóng cả bằng cả hai tay của Thị Gái. Pha lay up, wow. Pha lay up nghĩa là lên rổ ngửa tay rất đẹp của Thị Gái. Có lẽ cần phải có những pha đột phá như vậy nhiều hơn. Đây là Văn Minh, pha đi bóng của Văn Minh, pha ném rổ rất hay. Pha ném rổ hay của các cầu thủ thành phố. Đây là Dân Đen. Còn 1 phút 30 giây thôi. Pha ném rổ từ rất xa và không có gì nguy hiểm cả. Các phương án của Hòa An ngày hôm nay đã bị các cầu thủ thành phố bắt bài. Và nhân tiện thì Văn Đức cũng pha biểu diễn phải nói rằng rất kỹ viện. Rất thoáng. Đây là pha ném rổ của số 11 Văn Dũng, không thành công. Thịnh Gái vẫn rất tốt, Thịnh Gái vẫn rất khỏe, anh đang thi đấu bằng hơn 100% sức khỏe của mình. Dân Đen, hai điểm và một pha ném bạt, ném phạt với sức dướn vừa rồi quá tuyệt vời của Dân Đen. Hòa An có thể thua, nhưng sự cố gắng, sự nhiệt huyết của các em đã chiến thắng tất cả. Đó là Dân Đen. Và như vậy cầu thủ có hạng cân nặng nhất đó là Kỳ Anh đã vào sân. Kỳ Anh cao 1m89 và nặng 98 cân. Kỳ Anh mang áo số 8 đã vào sân để tạo niềm tin cho đội Hòa An. Vào! Bóng lực như hoài. Như vậy là hai pha ném rổ của Dân Đen. Đây là pha ném rổ thứ hai. Và như vậy một pha không hiểu ý của cả hai đội. Đúng ra các cầu thủ phải tranh chấp nhau, nhưng không. Bóng lại thuộc quyền kiểm soát của Hòa An. Chân của A Bí đã ở phía ngoài sân rồi. Khá đáng tiếc. Tỷ số hiện nay đó là 54-38. Khá căng thẳng. 6 điểm trong vòng 1 phút. Liệu rằng Hòa An có thể lộn cái bàn được không? Lên nào, lên nào. 16 điểm. Vâng, hơi nhầm một chút. Đây là Thị Gái. Thị Gái không vào. 54-38 và như vậy 16 điểm khó rồi, không được rồi. Chúng ta sẽ cùng xem các cầu thủ cùng nhau biểu diễn thôi. Hai điểm và ném phạt dành cho các cầu thủ thành phố. Pha ghi điểm hay của số 13 bên phía thành phố đó là Trương Ngọc Hiếu. Trương Ngọc Hiếu mang áo số 13 và anh có một cái tên rất giống với một ai đó của Hòa An. Đây là số 13 Ngọc Hiếu. Và anh ném phạt rất đẹp. Không tính điểm. Đó là lỗi mà hàng tấn công của các cầu thủ thành phố đã di chuyển trước khi bóng rời tay của Ngọc Hiếu. Một siêu phẩm đã bị các người đồng đội của mình cướp mất. Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội của mình như nào đó thôi. Rất hay. Vẫn còn. Vào. Khá đáng tiếc. Tuyệt vời. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau đến với màn ăn mừng của các cầu thủ phổ thông thành phố. Quý vị thân mến, trung học phổ thông thành phố đã xứng đáng giành được chức vô địch ở trận thi đấu này với tỷ số 56-38 trước các cầu thủ Hòa An. Đây là những gương mặt tươi vui của các cầu thủ thành phố các bạn ơi. Đây là huấn luyện viên và các cầu thủ của thành phố đang rất tươi vui phấn khởi. Những cái bắt tay thân mật của cả hai đơn vị Hòa An và thành phố. Những hình ảnh phải nói rằng cực kỳ fair play cả hai đội thành phố và Hòa An trong trận đấu này lửa, nhưng lại rất fair play khi gửi tới nhau những cái bắt tay của tình bạn bè.
chúng ta sẽ cùng nhau đến một chút với phần chia sẻ một chút. Và quý vị thân mến, đứng trước mặt chúng ta đó là đội trưởng của đội bóng đá, đội bóng rổ vô địch của Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 10. Xin chào Văn Đức, bạn có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của bạn, lúc này một chút về để khán giả của Cao Bằng có thể biết được cảm xúc của bạn và đội bóng của bạn lúc này như thế nào? Cảm xúc của đội thành phố rất là vui, phấn khởi. Cả đội đã cùng nhau nỗ lực để đạt được đến vòng chung kết và giành được tấm huy chương vàng này. Em đội trưởng thành phố rất là vui, phấn khởi khi đạt được huy chương vàng. Em xin đây ạ. Huy chương vàng này của bạn là nhờ đâu? Theo bạn là nhờ đâu mà các bạn nhờ một tập thể hùng mạnh của thành phố. Quý vị thân mến, hình ảnh quá đẹp, quá tuyệt vời và niềm vui của các cầu thủ đến từ Trung học Phổ thông thành phố. Xin chúc mừng các bạn đã đạt huy chương vàng. Và quý vị và các bạn, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với Cao Bằng Hóng trong trận chung kết bóng rổ của Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 10 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành đã trong suốt thời gian vừa qua. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những phần livestream của những sự kiện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.